Hello, chào các bác quay trở lại với Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hôm nay thì bên shop về cho các bác cái mẫu xịt nhà tắm nhá, xịt nhà tắm mẫu mới. Con này thì của nó sẽ là dùng bằng các loại bọt kem. Đấy, cho nên khi các bác dùng nó rất là thích, lắc đều lên cho em, sau đó thì các bác xịt ra. Đó. Cái này nhìn nó có một cái lẫy khóa. Đây cái này các bác bóp này cho em nó sẽ ra. Đấy, và đây là nó sẽ là cái dạng bọt tuyết như này. Đấy. Thì các bác tẩy nhà tắm, nhà vệ sinh nó rất là sạch sẽ luôn. Và cái này của nó là hương tự nhiên, nó thơm nhá. Và nó không bị ăn sứ, ăn men các kiểu và dùng rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 50k nhá. Đến mã giúp cho em đó là xịt nhà tắm 50k cho một cái lọ xịt nhà tắm như này. Đấy, thì con này của nó là hương tự nhiên. Thì các bác có thể xịt vào tất cả các loại đều ok hết nhá. Đấy, các cái loại vòi sen rồi các cái đồ sứ, đồ inox đều ok hết. Và cái này thì nó không bị ăn mòn và không ra tay và mùi rất là thơm luôn. Đấy, tức là hương liệu tự nhiên thì mình dùng nó rất là an toàn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái 7 màu nhá. Đấy, bộ lục giác 7 màu. Đấy, thì giá sẽ là 130.000, 130k cho một cái bộ lục giác 7 màu như này các bác này. Đấy, đấy. Rất là đẹp luôn. Cái này thì để các bác dùng để sửa chữa đồ lặt vặt trong gia đình, nếu có những cái đồ điện, đồ gì đầu lục giác thì các bác dùng. Đấy, nó sẽ là một cái bộ lục giác như này. Các loại ốc mình dùng để mình sửa chữa đồ đạc. Đó. Cái này bên em đang bán là 130k, đợt này xả cho bác còn 90k thôi, 90.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ kìm nhá. Đấy. Quạt nó bằng tích điện đấy, cái này dùng mất điện rất là tiện này. Đây. Đấy. Mất điện thì bật công tác lên này. Bán lắm. Cái này là đi 380. Cô bác ơi, cái này nó dùng bằng pin này nó tiện chứ, mất điện mất điếc là mình dùng tiện lắm này. Đấy, 380.000. Đấy, mất điện thì mình cứ cắm sạc vào thôi, lúc nào mất điện nhà có trẻ con trẻ nhỏ mình dùng. Đấy, đi ngủ nhà không trẻ con mà mất điện là chết dở luôn, nó khóc. Đó, nhưng cái này dùng nó tiện từ 5 đến 10 tiếng thôi. Ở pin này từ 5 đến 10 tiếng. Đấy. Dùng bác mất điện mà không. Cái này rất là tiện luôn. Đó. 380.000 rất là mát, có số 1 và số 2. Đấy, mát lạnh luôn. Đồng hồ kìm thì giá sẽ là 230.000 và bên em bao ship nhá, 230k. Cái này các bác nên mua, nó thực dụng luôn. Đó, 230.000 các bác đo kìm rồi đo vôn kế ampere để ok hết nhá. Giá sẽ là 230.000. Có đo ôm, đo ampere, đo vôn kế, đo các kiểu con này đều luôn. 230k các bác nhá. 230.000 cho con đồng hồ kìm như này. Đó, 230.000. Đó, rồi ok. Các bác nhá, hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ nồi Đức 6 món nhá. Bộ nồi Đức 6 món, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Bộ nồi Đức 6 món, đế 5 lớp nhá, đế 5 lớp. Sản phẩm đầu tiên nó sẽ là một cái con đây, con nồi nhỏ nhất này. Vung của nó thì đều là kính cường lực hết nhá, vung kính cường lực hết đây các bác này. Đấy. Đế 5 lớp cực kỳ dày luôn, chữ in chìm này. Hàng của thương hiệu Beijing của Đức nhá. Đấy. Enbierzing của Đức các bác này. Đó, đây. Đế 5 lớp nhá. Đun được hầu hết các loại bếp luôn. Bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp halogen đều đun được hết nhá. Đấy. Đế 5 lớp này, siêu dày luôn. Con này thì em sẽ tính theo lít nhá. Con này dung tích của nó sẽ là con này là nhỏ nhất đây. Nhỏ nhất thì con này dung tích của nó vào khoảng là 2 lít các bác này. Đấy, dung tích của nó vào khoảng 2 lít, con này nhỏ nhất này. Đấy. Thì con này nó cũng bằng với con quay lệch như này, bằng với con quay lệch như này các bác này. Đấy. Dung tích của nó khoảng 2 lít này, 2 lít các bác nhá. Bằng với con quay lệch như này. Đấy, hai con này bằng nhau. Nó sẽ là một con quay bằng một con quay lệch nhá. Đấy. Dung tích khoảng 2 lít. Đấy. Bộ này thì bên em gửi tới các bác cái giá đó là 700.000 nhá, 700.000. Hàng này là hàng dễ vỡ, yêu cầu các bác cọc trước giúp cho em 200 thì bên em sẽ đi đơn nhá. Đó. Tiếp theo thì con này dung tích của nó sẽ là 3 lít này. Đấy, 3 lít nhá. Đó, đây. Con này thì nhỡ hơn một chút này. Con này nhỡ hơn một chút thì con này khoảng 3 lít này. Đấy, con này khoảng 3 lít các bác nhá. Đấy, nó vào khoảng là 3 lít như này. Đó, khá là dày dẫn chắc chắn quá, dày dẫn chắc chắn lắm luôn. Đó, 3 lít thôi nhá. Đấy, con này thì nó sẽ vào khoảng là 4 lít này. 4 lít con này. Đó, chữ này, chữ bên hông này. Đó, chữ bên hông rồi chữ khắc chìm ở đáy này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, đế 5 lớp. Đấy, inox sáng bóng đẹp nhá. Quai mạ vàng nhá, quai mạ vàng chấm hết luôn đây con này. Đấy. Quai mạ vàng này rất đẹp luôn. Đó. Kính của nó là kính cường lực nhá, quai mạ vàng hết các bác nhá. Quai mạ vàng hết này. Siêu đẹp luôn.
cực kỳ dày dẫn chắc chắn các bạn. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, thì con này sẽ là 3 lít này. Đấy, 4 lít này. Và con to nhất này thì con này sẽ là 5 lít này. Đấy. Con này thì cỡ khoảng 5 6 lít gì đấy. Đây. Đấy, các bác nhá. Đó. Đây là đây. Đây cái thương hiệu của nó này. Đấy, hàng design in Germany bên này, hàng design in Germany. Đó, made in Germany nhá. Đó, Germany. Đây. Đấy, thông số của nó đây các bác này. Đế 5 lớp này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Cái vỏ hộp của nó này. Đây. Vỏ hộp của nó này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là dòng 2 lít 1 này, 2 lít 9 này, 3 lít 9 và 6 lít 6 nhá. Đây, tất cả các kích thước của nó đây các bác này. Đấy, các kích thước của nó đây luôn. Đó. Con to nhỏ nhất là 2 lít 1 này, sau đó là đến con to nhất là 6 lít 6 này. Đấy, và cái chảo là 2 lít 1 các bác nhá. Hàng của Đức Germany này. Germany đây. Đó. Khi em gửi cho các bác thì đựng trong một cái hộp như này. Đó, đựng trong một cái hộp như này. Đấy, đế 5 lớp, một cái bộ nồi 5 đáy cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá sẽ là 700.000 nhá. 700.000 cọc trước 200. Lên mã giúp cho em đó là bộ nồi Đức nhá, bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức. Giá của nó sẽ là 700k nhá, 700.000 thôi. Và cọc trước cho em là 200, cọc 200k nhá. Như vậy là bộ nồi 7 món, 6 món nó có 700.000. Tính ra là các bác mua vào có 120.000 thôi, 120 mà nguyên tiền ship của em nó mất 50.000 rồi. Nói chung là các bác mua vào chỉ có mất 100.000 cho một món như này thôi. 100.000 cho một món như này thì nói chung là chả đi đâu mà mua được rẻ hơn đâu các bạn. Đấy. Một con chảo trắng đá này, chảo cực kỳ dày luôn. Chảo trắng đá chống dính cực kỳ dày luôn. Đấy. Trắng đá chống dính này. Đó. Chảo trắng đá chống dính cực kỳ dày luôn. Như vậy là các bác mua giá bên em đã bao phí ship, chảo cũng có nắp luôn nhá. Chảo cũng có nắp luôn. Đó đây. Chảo của nó cũng có nắp như này các bác này. Đấy. Chảo có nắp đầy đủ như này các bác này. Đấy, chảo có nắp đầy đủ như này luôn. Đấy, như vậy là các bác mua là tính ra là vào chỉ có 600.000 thôi. Tiền ship của em nó cũng phải mất 570.000 rồi. 570.000 rồi nhá. Đấy, tiền ship mất 570.000, 70.000 tiền ship rồi. Đó, hàng nó rất là nặng. Hàng rất nặng nên mất khoảng 70.000 tiền ship. Như vậy là các bác mua vào nó chỉ còn là đi khoảng là 100.000 cho một món như này thôi. Quá rẻ luôn các bác nhá. Đấy, bao gồm cho các bác là hai cái nồi 2 lít này, hai cái nồi 2 lít này. Đó. Tiếp theo là đến một con này sẽ là con 2 lít 9 này. Đấy, 2 lít 9 rồi là 3 lít này. Con này 3 lít này. Đấy. Con này là 4 lít này. 4 lít này. Con này thì sẽ là 6 lít 6. 6 lít 6. Các bác có thể là luộc con gà to thoải mái luôn, con gà con vịt to thoải mái luôn nhá. Đó, nấu canh nấu riêu. Đó. Combo cho các bác 6 món như này. Giá sẽ là 700.000 cọc trước 200, 700.000 cọc trước 200. Rất hợp lý cho bác luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em các bác nhé. Đó, đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh rồi cảm ơn các bác rất nhiều luôn. Các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh đấy, để cho video có thêm nhiều lượt tương tác và nhiều quý khán giả biết đến em nhiều hơn nhá. Yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá, khăn tắm của Hàn Quốc. Đấy, hàng của Korea Hàn Quốc. Chiều dài của nó là 1m4 và chiều rộng là 70cm. Đấy, rất là to luôn các bác này. Đấy. Dài 1m4, rộng 70cm. Chất liệu của nó thì 100% là bông tự nhiên thấm hút nước rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là rất là ưu đãi luôn. Đấy. Giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá, 40k một cái. Bác nào mua 10 thì mua 10 chiếc thì bên em sẽ tặng một. Đấy, riêng cái khăn tắm này thì ưu đãi cho các bác đang vào cái mùa hè như này để các bác mang đi du lịch này hoặc đi công tác, đi học, đi làm đều ok hết nhá. Đấy, 40k. Bên em là khăn tắm Hàn Quốc 40k, mua 10 thì sẽ là cộng 1 nhá. Mua 10 tặng 1, 40.000 một chiếc này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái gối các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cái gối này bao tiền đấy? Cái gối này 60.000 à? Lên mã giúp cho em là gối lạnh nhá. Gối lạnh giá của nó sẽ là 100. Gối lạnh này 60.000 đúng không? 60k một chiếc thôi. Đấy, 60.000 cho một chiếc gối lạnh như này. Bên trong của nó thì chất liệu của nó là bằng bông nhá. Đấy, bên trong của nó thì là bằng bông này. Đấy, bằng bông tự nhiên này. Và bên ngoài của nó thì nó sẽ là một cái dạng là theo kiểu là vải lạnh như này. Vải lạnh như này thì khi các bác gối nó sẽ không bị nóng nhá.
Đấy, giá thì chỉ có 60.000 cho một con gối lạnh như này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn nhá. 60k cho một con gối lạnh như này. Chất liệu của nó thì bằng bông tự nhiên, và bên ngoài thì nó sẽ là vải vải lạnh như này nhá. Vải lạnh như này khi các bác dùng rất là thích nhá. Đấy. Và các bác có thể bỏ ra để giặt giũ thoải mái luôn. Đấy, thấm hút mồ hôi tốt, dùng rất là thích nên cho em là gối lạnh, giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn phễu nhá. Giá thì chỉ có 95.000 cho một con đèn phễu này thôi. 95k cho một con đèn phễu như này. Con này thì siêu sáng luôn và có cả cổng sạc ra cho điện thoại này. Có báo pin, có cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Có cả quai đeo như này nhá. Quai đeo có cáp sạc đầy đủ quá này. Đấy. Rất sáng luôn con này. Đấy, rất sáng luôn. Pha mà ban ngày mà còn dọn này là các bác biết không? Đấy, rất sáng luôn. Lên mã giúp cho em là đèn phễu, giá thì chỉ có 95k cho con đèn phễu này thôi nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là đèn phễu, giá sẽ là 95k nhá. Đó, đèn phễu. Đèn phễu này. Đèn phễu giá của nó sẽ là 95k nhá. 95k cho con đèn phễu này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ màu cầu vồng nhá. Các bác lên cho là màu cầu vồng. Bộ này của nó thì sẽ là 150 chi tiết, tất cả đầy đủ cho các bác luôn, combo như này. Kéo rồi nói chung là thước rồi các cái loại màu, màu sáp, màu bột, màu nước, màu chì như này. 150 chi tiết tất cả, và giá thì chỉ có cho các bác là đi 100.000 nhá. 100.000 thì cái bộ màu cầu vồng như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là màu cầu vồng nhá. Giá sẽ là 100.000. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì, tổng là 150 chi tiết luôn. 150 chi tiết tất cả luôn. Màu cầu vồng nhá, màu cầu vồng. Giá sẽ là 100k tròn nhá, 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con át đảo chiều này. Đó, con này thì hàng nội địa của Nhật 63A nhá. Đấy, hàng của thương hiệu LV kép này. Đó, 63A, hàng nội địa của Nhật. Giá sẽ là 110.000 nhá, 110k cho một con át đảo chiều như này. 110.000, con này thì dùng rất tiện luôn. Nhà các bác dùng máy phát điện hoặc hai công tơ dùng con này cho em, cực kỳ chuẩn chỉ luôn. Đó, 63A điện tổng gia đình là thoải mái luôn nhá. Đó, 110.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái con át tổng của gia đình nhá. Đấy, con này thì cũng là hàng của thương hiệu Mitsubishi, nội địa của Nhật này. Đấy. Hàng này thì độ mới của nó còn khoảng là 90%, độ mới còn khoảng 90%. Rất là ngon luôn. Đấy, có lễ cài lễ kiếc đàng hoàng nhá, có lễ cài lễ kiếc đàng hoàng. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá, 180k cho một con AT40A như này. AT40A hàng của thương hiệu Mitsubishi nhá. AT40A Mitsubishi 180.000. Nè. Phương ơi, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây tắm nhá. Giá thì chỉ có 15k trong cái dây tắm như này thôi. Giá sẽ là 15k. Lên mã cho em là dây tắm 15.000 nhá. Ở đây thì nó sẽ là một mặt là dạng là núm núm như này, và một mặt là sợi to như này, sợi cao như này, để khi các bác xoa xuê thì là mình tắm thì kỳ cọ rất là tốt luôn. Silicon mềm nhá, có thể kéo giãn nhá. Các bác có thể kỳ lưng, kỳ chân, kỳ tay đều ok hết. Quay video đi. Đấy. Kỳ lưng, kỳ chân, tay đều ok hết nhá. 15k trong chiếc này thôi. Lên cho em là dây tắm, giá sẽ là 15.000 nhá. Tiếp theo là cái dây thít các bác này. Đây, dây thít giá của nó sẽ là 25.000 cho một bịch nhá. 25.000 cho một bịch như này. Đấy, 25.000 một bịch thì nó sẽ có cho các bác là dòng là 20 này. Đấy, dài là 20 cm này, 25 và 30 cm. Đó, 20, 25, 30. Giá đều là 25.000 một bịch này tất nhá. Đấy, nếu mà hàng ngắn thì nó sẽ số lượng nhiều hơn, vì nó sẽ là đồng cân là 250g hết, đều là 250g nhá. Đấy, dài ngắn đều 250g cho nên là giá bằng nhau. 25.000 cho một cái bịch dây thít như này. 25.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái xương khớp bọ cạp này. Lên mã giúp cho em đó là xương khớp bọ cạp nhá. Giá sẽ là 25.000 cho một cái hộp. 30.000 cho một hộp xương khớp bọ cạp như này nhá. Chuyên trị các bác mà bị đau nhức chân tay rồi cổ gối rồi sống lưng rồi nói chung là bị đau nhức nhá. Đấy, xương khớp bọ cạp giá sẽ là 30k cho một típ xương khớp bọ cạp như này. 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây điện vàng nhá. Dây điện vàng. Một cuộn này của nó thì nó sẽ vào khoảng là 20m. Một cuộn 20m nhá, và nó sẽ có ổ đúc chống va đập như này. Ổ đúc chống va đập có đèn báo nhá. Hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan các bác này. Đó, hàng nội địa của Nhật made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là dây điện vàng nhá. Giá sẽ là 160.000 cho một cuộn như này. Đấy, và dây của nó là dây lõi đồng 1.5. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 nhá. 160k. Đấy, dây 1.5 dài khoảng 20m nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy sấy giày nhá. Máy sấy giày. Giá sẽ là 190.000. Đấy, bác nào đi hay đi giày dép này. Đó, mà hay sử dụng giày dép thì dùng con này cho em. Đó. Về nhà các bác chỉ việc là cắm điện thôi. Cắm điện vào này. Đấy, mình nâng cái này lên này. Cắm điện vào, sau đó thì các bác bật chế độ hẹn giờ nhá. Đấy, sau đó thì 30 phút, 60 phút, 120 phút này, và nó sẽ tự ngắt cho các bác luôn thì rất là tiện. Các bác có thể mang đi du lịch, đi học, đi làm, đi phượt này.
lên cho em là máy sấy giày nhá, giá sẽ là 190.000 cho một con máy sấy giày như này. Các bác dùng con này thì cũng khá là tiện đấy, để mình sấy giày, sấy dép rồi nói chung là quần áo cũng được, nói chung là rất là ok thôi, hợp lý cho các bác sử dụng. Giá thì chỉ có cho các bác là một con máy sấy giày như này 190.000. Tiếp theo thì con bàn là đứng nhá, bàn là đứng 370.000. Con này sẽ là con bàn là đứng này, 370.000 cho con bàn là đứng như này. Đấy thì con này các bác dùng cũng rất là tiện. Con này thì bàn là đứng hơi nước luôn. Ưu điểm của con này khi mà các bác sử dụng là không lo bị cháy quần áo, tại vì là nó sẽ là sử dụng bằng hơi nước nhá. Và khi các bác dùng thì các bác chỉ cần là nó dùng hơi nóng và hơi nước mà có cái đầu bàn chải đây. Có cái đầu bàn chải như này. Thì các bác lắp vào cho em này, lắp vào sau đó thì mình bắt đầu vuốt như này là quần áo nó sẽ tự thẳng ra cho các bác nhá. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, con này thì nó sẽ là 1500W sử dụng điện 220V. Đó, đây, rất tiện ích luôn, các bác chỉ cần vuốt như này. Ưu điểm của con này khi mà các bác dùng thì không lo bị cháy quần áo nhá, và nó luôn ở cái trạng thái là cầm tay như này, khi nào các bác bỏ ra nó không như cái bàn là kia các bác để quên. Đây, cho nước vào đây cho em nhá. Chiết nước vào đây cho em. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bàn là đứng nhá. Bàn là đứng giá sẽ là 370.000. Bao ship tại nhà các bác luôn. Con này các bác dùng để đi du lịch thì thôi rồi luôn các bác. Đấy. Mình dùng để đi du lịch này. Đấy, hoặc là đi đi du lịch, đi công tác, đi học, đi làm đều ok hết nhá. Rất là nhỏ gọn luôn. Đấy, 370.000, 370.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái con một cái con bàn là khác, đó là con bàn là du lịch này. Đấy. Có lên cho là bàn là mini nhá. Con này thì nó sẽ là thuộc là bàn là nằm như này. Con này thì cũng rất là tiện luôn. Đấy, các bác có thể dùng để mình đi mang đi du lịch. Con này thì rất là tiện, nhỏ gọn. Để mình là quần là áo đi du lịch thì các bác nên mang đi. Đấy, nó rất là tiện. Đấy, rất là tiện luôn các bác. Đấy, đi du lịch thì em mang con này đi cho em. Đó, đây. Đấy, nó rất là nhỏ gọn quá, nhỏ gọn lắm. Nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi. Đây. Đấy, nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi các bạn. Đấy, nhỏ gọn luôn, rất là tiện nhá. Có điều chỉnh nhiệt độ này, mâm của nó rất là dày, nóng rất là nhanh và có hơi nước nhá. Nói chung là đầy đủ luôn. Nói chung là đầy đủ như một con bàn là xịn luôn. Đấy, như một con bàn là cao cấp ở bình thường luôn. Đó, và con này thì nó rất là nhỏ gọn, các bác có thể gấp gọn như này, mang đi du lịch, đi học, đi làm, đi phượt đều ok hết, hoặc là các bác để phòng trọ một chiếc, nói chung là mang đi đâu cũng được. Nó rất là tiện, nó nhỏ gọn này thì mình có thể mang đi nhiều nơi được, nó rất là tiện luôn. Lên cho em là bàn là mini 130.000 nhá, 130.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái tẩy xanh chuyên để tẩy xoong nồi rồi đánh bóng ô tô các thứ nhá. Giá sẽ là 25k cho một cái hộp tẩy xanh như này. Tẩy xoong nồi rồi đánh bóng rồi các bác làm các công việc đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh như này. Đó, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ bấm móng màu xanh như này nhá. Giá sẽ là 100k. 100k thì cái bộ móng xanh như này. Lên cho là bộ móng xanh 100.000. Bộ này thì khá là nhiều chi tiết luôn để các bác có thể sử dụng mình vệ sinh móng chân, móng tay này, rồi làm móng này. Đấy. Kỳ cọ rửa rồi nói chung là nạo gót chân rồi nặn mụn tẩy da chết. Đây, rất nhiều chi tiết luôn, nó tới vài chục chi tiết như này. Đấy. Có nặn mụn rồi có 4 cái bấm móng này, 1 2 3 này, 4 cái bấm móng này, cắt khóe rồi mài gót chân, nói chung là đầy đủ như này. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành nhá. Đấy. 100 cành lên mã giúp em là bộ ví xanh nhá. Ví xanh giá sẽ là 100.000. Đó, 100.000 cho một con ví xanh như này. Đó. Rất là tiện ích cho các bác. Rồi ok. Xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Đấy. Thì hai cái mã chậu chổi giặt của bên em thì đầu tiên nó sẽ là một cái mã chổi tách nước nhá. Chổi tách nước con này thì sẽ là 180.000. Sản phẩm khi các bác nhận hàng sẽ là một con một cái chậu như này. Và đây là cái phần các bác khớp nối này, các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Cái này lắp vào đây. Đó. Nói chung là cái này thì nó lắp đặt thì đơn giản thôi, về nhà các bác lắp đặt vào cho em nhá. Đó, vào đây. Thì khi các bác giặt thì cho vào đây nhá. Đấy, cho vào đây. Vắt như này là nó sẽ giúp cho các bác là tách nước này. Tách sạch nước luôn. Đấy, thứ nhất là vừa là tách nước này. Đấy, vừa là tách nước này, vừa là sạch này. Các bác lau lúc nào nó ở trạng thái là sạch nhá. Lúc nào ở trạng thái là sạch luôn. Thì rất là tiện ích nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho cái chổi tách nước này. Lên mã cho em là chổi tách nước. Chiều dài của chổi thì nó vào khoảng là 1m3 nhá. Lau cực kỳ là dễ dàng luôn các bác này. Đấy. Lau phần tiếp xúc khá là rộng và dễ dàng luôn. Đấy. Tay nắm mềm, lau rất là sạch sẽ nhá. Đó, đây. Lau rất ngon lành luôn. Con này thì các bác lên cho em là chổi tách nước, giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho cái mã chổi tách nước như này. Tiếp theo thì em bên cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là thùng lau nhà nhá. Cái này thì nó sẽ là cả thùng như này luôn. Đấy, cũng rất là tiện này, xoáy vào cho em này. Đó, cả một cái thùng như này. Đấy, đây các bác này. Khi các bác xoáy vào thì chiều dài của nó cũng khoảng 1m3 nhá. Đấy. Đây nó sẽ là cả một cái thùng như này. Và các bác nhận được hàng thì nó sẽ có hai miếng mút luôn. Đấy, hai miếng lau như này.
Đây, đây thêm một miếng lau nữa này. Đấy, bình thường nếu các bác mua một cái miếng lau như này ở ngoài siêu thị đã phải mất từ 350.000 rồi. Đấy, thế mà bên em là có tặng kèm một miếng lau nữa. Tất cả cái phần thân vắt này của nó bằng inox này, sáng bóng đẹp này. Đó, rất ngon lành các bác nhá. Đó, rất ngon lành luôn. Thì con này chiều dài của nó cũng vào khoảng là 1m2 đến 1m3. Đây, cũng khá là dài luôn. Đó, khá dài luôn nhá. Đấy, về nhà thì các bác xoáy kết nối vào cho em. Đấy, đây. Tầm 1m2, 1m3 này, rất dài luôn. Con này thì các bác lên cho em đó là chổi lên mã giúp cho em đó là thùng lau nhà nhá. Giá thì sẽ là đi con thùng lau nhà này là 240 nhá. Thùng lau nhà này là 240 này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mũ này. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mũ lính các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một cái mũ lính như này. Đó, mũ lính như này các bác nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Con này thì nó có cả xốp nhá, có cả xốp cả lót bên trong như này. Đấy, bên trong có xốp trắng này. Xốp của nó là xốp xịn luôn. Đó, rất là cứng cáp nhá. Đấy. Và con này thì các bác dùng để mình hàng của lính Việt Nam mình nhá. Đấy, hàng của lính Việt Nam mình dùng cực kỳ là ngon luôn. Lên cho em là mũ lính nhá. Giá sẽ là 170.000. Dày dẫn chắc chắn, đội cực kỳ là ngon luôn. Đấy, con này. Mũ này thì các bác dùng cực kỳ là yên tâm luôn. Đấy, con này. Đấy, thấy chưa? Em đập thoải mái luôn các bác. Đấy, dùng cực kỳ là yên tâm luôn, không có lo bị vỡ, bị nguy hiểm nhá. Đấy, đập thoải mái luôn, không hề có một dấu hiệu trầy xước gì luôn. Bên em là mũ lính nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000. Đấy. 170k nhá. Mũ lính 170k cho con mũ lính như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái Aptomat chống giật nhá. Aptomat chống giật. Hàng này của nó là 40A. Đấy, 40A. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000. Hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng nội địa của Nhật nhá. Xin lỗi các bác, hàng nội địa của Nhật này, của thương hiệu Fuji hoặc là của thương hiệu Mitsubishi nhá. Fuji hoặc là Mitsubishi. Đó, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một con app này nhá, 180.000. Các bác dùng điện 220 ok luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái máy vắt cam nhá. Con này thì sẽ là bao tiền cái máy vắt cam này nhỉ? 190.000 cho một con máy vắt cam này. Đấy, rất là ngon luôn. Các bác cứ đưa cam vào đây là cắm điện là nó sẽ vắt thôi. Nó sẽ vắt và cái này nó sẽ có hai cữ, cam bé thì các bác vắt thì cữ bé và cam to vắt cữ to. Đó. Và nó có cả chế độ đảo chiều luôn đây, hai cữ như này. Đấy, và có chế độ đảo chiều luôn nha, nói chung là rất là tiện ích luôn. Đấy, thì các bác lọc ra nước nó sẽ xuống như này. Đấy, còn lại là cái bã nó sẽ đọng bên trên. 190.000 cho con máy vắt cam như này nhá. Bên trên là máy vắt cam. Giá sẽ là 190k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ đá quý nhá, đồng hồ đá quý. Đấy, rất là đẹp luôn các bác này. Đấy. Nó sẽ là bằng đá quý như này. Đây, bằng đá quý này con này. Đấy, đá quý vừa xoay tròn này, vừa xem được giờ luôn, rất là đẹp con này. Đó, rất là đẹp nhá. Tất cả của nó đều bằng kim loại hết nhá, đều bằng kim loại hết. Hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đó. Bên em về hàng siêu tầm được một số mã nhá. Đó đây các bác này. Đấy, đồng hồ chạy bình thường các bác này. Đấy, đồng hồ chạy bình thường. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Đó, đây. Con này thì các bác có thể đeo cổ này trang sức này hoặc là bỏ túi này, rất là ok luôn. Đó. Lên cho em là đồng hồ đá quý nhá. Đồng hồ đá quý này bao nhiêu đấy? Đúng rồi. Lên cho em là đồng hồ đá quý nhá. Giá sẽ là 60k này. 60k cho cái đồng hồ đá quý như này. Đó, tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cốc lọc dầu nhá, cốc lọc dầu. Con này thì sẽ là 50.000 cho cái cốc lọc dầu như này các bác này. Đấy, 50k cho con cốc lọc dầu như này. Đấy, rất là ngon luôn. Đây. Có cả nắp niếc đàng hoàng nhé, có cả nắp ở trong này, nắp rồi ốc niếc các thứ đàng hoàng, về nhà các bác xoáy vào cho em. Và đây là cái lưới lọc này. Đó, giá này sẽ là 50k cho mấy cốc lọc dầu như này nhé. Lên cho em là cốc lọc dầu, giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ điều khiển từ xa nhé. Đấy, bộ điều khiển từ xa. Con này thì các bác chuyên dùng để mình điều khiển các thiết bị như là máy bơm nước, rồi nói chung là tất cả các thiết bị đều ok hết nhé. Máy bơm nước, điều hòa, tivi, tủ lạnh, nói chung là tất cả các thiết bị luôn. Các bác chỉ cần là ví dụ như các bác muốn điều khiển cái quả bóng điện này. Đấy, hoặc là cái bóng hoặc cái quạt trần. Thì các bác chỉ cần là cắm cái cục nguồn này vào điện lưới này, cắm cục nguồn này vào điện lưới, sau đó thì các bác cắm thiết bị qua đây cho em là xong. Cắm điều hòa, máy tính, tủ lạnh, tivi, sau đó thì các bác ấn tắt bật ở đây nhá. Đấy, on up ở đây, rất là tiện luôn. Con này thì giá sẽ là 260.000. Và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Con này thì dùng cực kỳ bền luôn. Hàng của thương hiệu Hornet của Nhật nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên mã giúp cho em đó là điều khiển từ xa. Điều khiển cắm trực tiếp nhá. Điều khiển cắm trực tiếp, điều khiển cắm trực tiếp. Giá của nó sẽ là 260k và bên em bao ship nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ
7 màu đây. Đấy, bộ màu tô bộ màu cầu vồng. Đấy, bộ này thì nó sẽ rất là nhiều màu như này. Có cả chổi để các bác dùng để mình màu nước nhá, dùng cả màu nước. Màu nước, màu bột, màu sáp, màu chì các bác mua về để làm quà cho các em nhỏ nhà mình nhá. Ghim viết rồi, nói chung là đầy đủ các thiết bị hết luôn. Đó, combo như này. Combo cho một cái bộ màu cầu vồng như này, giá của nó sẽ là 100.000 thôi. 100.000 cho bộ màu cầu vồng như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các bé nhà mình. Đấy, con cháu nhà mình ok luôn, 100.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái con máy massage nhá. Máy massage thì bên em có hai mẫu. Đấy, con này thì nó sẽ là con dòng 8B. Đấy, con này sẽ là 8B này. Đây. Con này thì có cả cắm tẩu, cả cắm điện luôn và 8B. Đấy, massage 8B như này. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là có cả hồng ngoại luôn, có cả hồng ngoại giúp làm nóng nhá. Đây, công tắc tắt vào đây. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là massage 8B nhá. Con 8B này thì sẽ là 170.000 nhá. Đây, có đầu cắp giắc cắm này. Các bác cắm trực tiếp điện 220V cho em. Đó. Cắm trực tiếp điện 220. Đó. Nó có cả đèn hồng ngoại luôn, có cả hồng ngoại này. Đấy, các bác thấy không? Đó. Con này thì sẽ là 170.000 nhá, 170.000. Còn ngoài ra thì các bác muốn dùng cái con to hơn, cao cấp hơn thì các bác dùng cho em con 16B nhá. Đấy. Có con 8B và con 16B. Đây. Con này thì nó sẽ là con tiếp theo thì em lên cho bác cái con 16B này. Đấy. Con 16B này thì giá của nó sẽ là 290.000. 16B này là 290. 290.000 cho con 16B này nhá. Đó. Con này 270.000, giá thanh lý giá tốt cho các bác luôn. Hàng rất là đẹp nhá. Đấy. Con này thì nó cũng có đầy đủ, con này thì chỉ sử dụng điện thôi. Ngoài các bác sử dụng là mình để cổ vai gáy thì các bác có thể dùng để mình bắp tay bắp chân đều được nhá. Đấy, đầu cắm của nó này, ổ cắm của nó này. Đấy. Sạc trực tiếp điện 220, có đầu cắm này, các bác cắm vào cho em này. Đấy, cắm vào cho em. Ở đây thì nó sẽ có nút nguồn này. Nút nguồn bật lên này. Đấy, có đèn hồng ngoại này. 1 2 3 4 5 chế độ luôn nhá. Có 5 chế độ ở đây. Và con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 16B nhá, 16B. Đấy, các bác có thể nằm gối đầu này. Đấy, thứ nhất là gối đầu này, bắp tay, bắp chân này. Đấy, cổ, vai gáy đều được hết nhá. Đấy, chỉ có là các bác không thể nằm cả người lên được thôi. Nằm cả người lên là không được các bác nhá. Đấy. Thì con này nó sẽ là 16B nhá. Con 16B này thì giá của nó sẽ là 270.000. Giá tốt 270.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái con robot hút bụi nhá. Đó. Con này thì sẽ là 120 cành. 120 cành cho con robot hút bụi như này các bác. Đấy, ở đây là cái phụ kiện của nó này. Con này thì hút cực kỳ là khỏe luôn. Hút rất là khỏe luôn. 120.000 cho một con robot hút bụi như này. Rất khỏe các bác này. Đấy. Về nhà tháo đi em cái cản pin này ra, tháo cái chân này ra. Đó, đây nhá. Em tháo ra cho các bác xem nhá cái phần màng của nó này. Sạch sẽ trắng bong luôn này. Đó, sạch sẽ trắng bong luôn nhá. Đấy, bây giờ em sẽ cho nó hút luôn nhá. Cho nó hút luôn. Đó, đây. Bật lên này. Đấy. Con này nó cảm biến nhá các bác nhá. Đó, cảm biến. Đấy, tức là khi mà nó chạm vào thì nó sẽ tự quay đầu lại này. Rất là ngon luôn. Đó. Thì các bác có thể để là nó sẽ giúp vào gầm giường, gầm giếc rồi là gầm bàn, gầm ghế, những cái chỗ mà các bác không đi tới được nhá. Đó. Mới có 30 giây thôi. Để mình sẽ xem cái kết quả cái lượng bụi của nó như nào nhá. Đây. Đấy. Mới có 30 giây thôi mà nó đã hút vào cái lượng bụi khủng khiếp như này rồi. Thì nếu mà các bác để lâu thì rất là tốt luôn. Toàn những cái dòng bụi mịn, bụi tơ, bụi non tơ các bác không thể nhìn thấy được các bác nhá. Đó. Thì con này các bác em đang gửi tới các bác cái giá là giá thanh lý. Giá thanh lý siêu thị chỉ có 120.000 thôi. 120.000 cho một con máy hút bụi như này, giá rất là thanh lý luôn, 120.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ này của nó thì sẽ là từ 30 đến 35 lưỡi, bao gồm cho các bác là cả lưỡi, cả kem, cả bàn cạo, cả lưỡi, cả kem, cả bàn cạo, đầy đủ cho các bác combo này các bác. Đấy, đây. Lưỡi này, kem này, bàn cạo này. Đấy. 30 lưỡi này, 30 đến 36 lưỡi này, kem này, bàn cạo này. Đó. Giá sẽ là 55.000 nhá, 55.000 bộ lưỡi kem. Giá chỉ có 55.000 thôi, giá thanh lý cực tốt luôn. Mua một lần các bác có thể dùng trong vòng 1-2 năm mới hết được luôn. Đấy. Bác nào mà ít dâu thì dùng càng lâu. Đấy, nhiều dâu thì dùng nó sẽ tốn hơn một chút, nhưng mà cũng phải vài năm mới hết được các bác nhá. Đó, tại vì là nó rất là rẻ thôi, rất là rẻ. Lên theo là bộ lưỡi kem giá là 55.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cân 5 nhá. Con này thì cân được 5 cân. Về nhà các bác lắp pin vào đây cho em. Lắp pin vào là mình sử dụng thôi. Cân này là cân bếp, các bác cân được 5 cân. Đấy, cân được 5 cân. Giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho con cân 5 như này. Đấy, cân bếp 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái
lọ thuốc chị con này thì các bác chuyên trị cho em đó là cái long ben hắc lào nhá, long ben hắc lào 25.000 cho một típ như này, 25.000 cho một típ long ben hắc lào. Các bác nào chuyên bị long ben hắc lào, nấm nhía, nấm ngứa, vẩy, phôi nách, á sừng các thứ dùng con này cho em. Đấy, giá chỉ có 25.000 thôi. Long ben hắc lào hàng nội địa của Nhật, nấm ngứa long ben hắc lào. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con ấm siêu tốc gấp gọn nhá. Con này thì giá thanh lý cho các bác 100.000 cho một con ấm siêu tốc gấp gọn như này. Thanh lý cho các bác 100k. Đấy, có công tắc tắt bật này, có dây nguồn như này, gấp gọn này. Các bác có thể dùng để mình mang đi du lịch này. Đấy, mang đi du lịch để đun nước pha cà phê này, hoặc là nói chung là dùng đa di năng được luôn. Ấm siêu tốc gấp gọn. Đây, 0,6 lít sử dụng điện 220V 600W. Đấy, giá thanh lý 100.000, em có hai cái thôi. Giá thanh lý nốt cho các bác 100k cho con ấm siêu tốc gấp gọn này. Đó, ấm siêu tốc gấp gọn. Giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chậu ngâm chân nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái chậu để các bác chuyên mấy nhỉ? Cái này chậu này mấy nhỉ? Đây nó sẽ làm cái chậu ngâm chân như này. Đó, 320 bao ship đến tận nhà rất rẻ luôn. Đấy. Về nhà thì các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em nhá. Đấy, sau đó thì mình cho nước nóng vào đây, cho nước vào đây để nó tự nó sẽ đun nóng cho các bác này. Hoặc là các bác có thể là massage chân này. Ui giời. Nguyên có massage không mà đặt vào cái này nó đã phê rồi các bác này. Đấy, massage cho cái gan bàn chân của mình rất là tốt luôn. Đấy. Đẩy đến đâu là sướng đến đấy các bác nhá. Đó. Con này các bác đẩy như này cho em này, rất là tốt luôn. Đó, thư giãn cho các cái mạch bàn chân nhá. Đó, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 10 con lăn như này, mỗi bên 5 con này. Đấy, rồi các bác cắm nước vào cho em, sau đó bật lên này. Đấy, nó sẽ có 1 2 3 4 5 chế độ gì đây này. Đấy, các bác muốn bật chế độ nào thì bật nhá. Đó, đây, dây cắm như này. Dùng để ngâm chân này, cho thuốc thang cho các thứ vào đấy rất là tiện luôn. Đấy. Giá thì sẽ là 320.000, bao ship đến tận nhà. Nguyên thì ship của em mất 50.000 cho cái hộp này rồi. Đó. Lên cho em là hộp thùng ngâm chân nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con vật cầu lông này. Giá thanh lý cho các bác đợt này về giá tốt luôn, 100.000 cho cái bộ vật cầu lông như này. Đấy, sẽ bao gồm là cả vật, cả cầu. Đấy, một vật và kèm cho các bác ba quả cầu này. Vật siêu xịn luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, và con này thì nói chung là các bác dùng để đánh bình dân thôi, chứ còn không đi thi đấu đâu. Thi đấu thì phải tiền triệu một chiếc, còn đây em bán là giá thanh lý thôi. Giá thanh lý thì các bác mua về mình thể dục thể thao ở nhà hoặc là cho trẻ em các thứ nhá, rất là tiện luôn. Mùa hè này thì các em có thể chơi. Đấy, bao gồm cho các bác là ba quả cầu, sẵn ba quả cầu này luôn nhá, sẵn ba quả cầu luôn, một vật và một đôi vật và ba cầu. Giá thanh lý cho các bác cực tốt luôn, chỉ có cho các bác là đi 100.000 thôi. 100.000 mà hàng cồng kềnh như này là tiền ship cũng mất rất là nhiều luôn, nhưng mà thôi giá thanh lý giá tốt cho anh em các bác luôn. Bộ lên cho em là vật cầu lông nhá, giá sẽ là 100k. 100k cho vật cầu lông như này các bác này. 100.000 cho cái bộ vật cầu lông như này, rất hợp lý cho các bác luôn. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái lô chuyên chén ngọc nhá. Đấy, chuyên chén ngọc. Đấy, nó hình màu sắc màu xanh ngọc rất là đẹp như này. Đấy, cho nên bên em sẽ lên nó là chuyên chén ngọc nhá. Một bộ như này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên. Chuyên thì nó sẽ là hàng nhỏ trong lòng bàn tay như này. Hàng nhỏ trong lòng bàn tay như này thì các bác nhá. Đây, các bác nhìn cái bàn tay của em này. Đó, hàng nhỏ trong lòng bàn tay như này. Bao gồm cho các bác là một bộ chuyên. Đấy, một chuyên và có cho các bác là đi 6 em chén nhá, 6 em chén ngọc như này các bác này. Đấy, chén ngọc pha lê. Đấy, nó sẽ là dòng đất nung và có tráng men pha lê, men ngọc như này, men đá ngọc rất là đẹp như này. Đấy, con này thì các bác uống trà và nó lên cái màu trà màu chiếc rất là đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một cái bộ chuyên chén ngọc như này, giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có cho các bác là 95.000 thôi nhá, 95.000. Lên mã giúp cho em đó là chuyên chén ngọc nhá. Đấy, chuyên chén ngọc này. Chuyên chén này, đấy, chuyên chén ngọc giá sẽ là 95k nhá. 95k cho một bộ như này, giá siêu rẻ luôn. Siêu rẻ cho các bác luôn nhá. Đấy, một bộ sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên và 6 chén. Đây, chén rất ngon luôn các bác này. Đấy, chén rất đẹp, rất ngon, rất đẹp luôn. Đó. Dày dẫn chắc chắn nhá. Chén này thì dày lắm. Các bác dùng thì vô sự tư thoải mái luôn, không bao giờ lo bị sứt nhá. Đấy, còn chuyên của nó cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, trong lòng bàn tay như này
lên mã giúp cho em là chuyên chén ngọc combo cho các bác một bộ như này, giá chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thuốc, các bác lên cho em là thuốc kiến gián nhá, thuốc kiến gián đấy. Thì con này bên shop bán cho các bác với giá đó là, bên shop bán cho các bác combo là 20.000 ba lọ nhá. Đấy, bên em bán từ ba lọ trở lên và giá sẽ là 20.000. Đấy, 20.000 cho ba lọ như này. Đấy, 20.000 cho ba lọ như này. Các bác lên cho em là thuốc diệt kiến gián nhá. Đấy, thuốc diệt kiến gián, giá sẽ là 20.000 cho ba lọ. Đấy, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Trước cái này em đang bán là 10.000 một lọ, đấy, tức là 30.000, nhưng mà bây giờ bán cho bác combo 20.000 cho ba lọ này luôn. Đấy, 20.000 cho ba lọ. Còn bác nào mua lẻ thì vẫn chấp nhận là 10.000 một lọ nhá. Còn bên em bán combo sẽ là 20.000 cho ba lọ thuốc kiến gián như này. Cái này thì các bác chỉ cần ở đây, đấy, các bác lắc đều lên cho em này. Sau đó thì mình nhỏ vào các cái khu vực mà có kiến, có gián nó trú ẩn nhá, là nó sẽ ăn và nó sẽ dẫn cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn. Đấy, giá thì 20.000 cho ba lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái máy, à cái đèn trợ sáng nhá. Đấy, đèn trợ sáng dành cho xe máy này. Đấy, xe máy, xe đạp điện đều lắp được cả nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là cái dòng mà đây. Đấy, đây độ sáng của nó này, 3.000 đến 6.000 k này. Đấy. Và con này thì nó dùng được cho áp quy 12 và 24V đều dùng được hết nhá. 12 24V đều dùng được hết. Đây. Đấy, nó sẽ là một con đèn nhỏ gọn như này. Đấy, nó sẽ là tương đương với lại bằng hai ngón tay như này nhá. Có cả phần đai để các bác bắt vít này, ốc vít cái thứ đầy đủ nhá. Combo đai rồi ốc vít đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, về nhà các bác bắt vít vào cho em. Đây, có cái phần đai bắt vít như này. Sau đó thì các bác lắp vào xe của mình, lắp vào xe đạp điện, xe máy của mình. Đấy. Và mình đấu trực tiếp vào cái nguồn áp quy của mình là xong. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng nhá, đèn trợ sáng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k nhá, 40k cho một con đèn trợ sáng như này thôi. Đèn trợ sáng giá sẽ là 40.000. Con này thì siêu sáng luôn các bác nhá. Đây các bác này, nó sẽ là một con đèn nhỏ gọn như này. Đấy, về nhà các bác đấu vào cái nguồn áp quy cho em. Đó, rất sáng luôn nhá. Đấy. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Đây. Đấy, pha của nó rất là rọi thì các bác mình trợ sáng cho xe đạp điện này. Đấy, hoặc là xe máy cũng rất là ok, lắp đặt thì cũng rất là đơn giản thôi. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kìm bấm cúc nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một kìm và một cái bộ cúc như này. Một kìm, một bộ cúc như này. Đấy, thì nó sẽ có cúc âm và cúc dương. Thì về nhà các bác chỉ cần đặt vào đây là mình bấm là xong. Đó. Lên cho em là kìm bấm cúc một bộ như này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. Đấy. 40.000 cho một cái bộ kìm bấm cúc như này thì rất là tiện để cho các bác mình về mình sử dụng trong các cái hoạt động như quần áo của mình nó bị lỏng này hoặc bị bong cúc các thứ nhá. Đấy. Các bác chỉ cần đặt cái này cho em này. Đấy, đặt vào sau đó thì mình bấm vào thôi. Đó, nó sẽ có hai phần, phần âm và phần dương, các bác đặt vào sau đó thì mình bấm vào. Đó, các bác thấy không? Đấy, quần, các loại quần áo, quần bò, quần biếc đều bấm được hết nhá. Đấy, nó sẽ có hai phần như này, một âm một dương, các bác cứ đặt vào. Đấy. Đây, đặt vào sau đó thì mình bấm thôi. Nó rất là tiện ích luôn, thì các bác có thể bấm vào để mình sử dụng, nó rất là đa di năng luôn nhá, rất chắc chắn và tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 40k trong cái bộ kìm bấm cúc thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá, khay đá thông minh. Đây, nó sẽ là một cái dòng khay như này các bác này. Đấy. Con này thì rất là tiện dụng và nó có nắp luôn, một khay này của nó là 14 viên. Mỗi bên 7 viên và 14 viên thì nó có cả nắp nhựa như này thì các bác có thể để chồng lên 5-10 khay một lúc được. Đấy, chồng lên 5-10 khay mà các bác cho nước vào cho em. Và bên dưới này nó sẽ là cái lớp cao su non như này. Thì khi các bác sử dụng thì các bác chỉ cần ẩy cái viên đá này lên cho em là xong. Đây, em sẽ có cái video thực tế em đã sử dụng cho các bác xem. Các bác lên cho em là khay đá thông minh, giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một chiếc khay đá thông minh như này. Đấy, 15.000 một chiếc. Bác nào mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1 luôn. Đấy, giá ưu đãi cho các bác 15.000 một chiếc, mua 5 tặng 1. Đây là cái khay đá mà em đã làm, em bỏ trong tủ như em này. Đấy, anh em chỉ cần ấn phát này nó lên luôn. Đấy, thông minh chưa? Đấy, đúng là quá là thông minh luôn. Người thông minh như này không sống được lâu anh em nhé. Đó, đây các bác thấy không? Đấy, anh em chỉ cần lấy nhẹ cái này nó lên luôn, rất tiện này. Đấy, viên đá nó ra rất là đẹp luôn. Viên đá này anh em uống cà phê, uống nước ngọt hoặc là anh em uống bia thì rất là tuyệt vời. Và nó rất là tiện, anh em không cần phải lấy hết sức để vặn vọ cái khay đá hoặc là đập hoặc là gõ mất công. Đây, anh em chỉ cần lấy này là nó lên luôn, đẹp chưa? Anh em ơi, đẩy viên nào lên viên đấy luôn nhá. Đó. Đấy, chỉ cần đẩy cái này lên luôn. Đó. Rất là tiện anh em nhé. Anh em chỉ cần đẩy nhẹ này nó lên thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em giá cực kỳ là tốt luôn. Anh em có mua hàng thì mình
15.000 chiếc, mua 5 tặng 1 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm, đó là cái xi giày. Thì nó sẽ có cho các bác là xi đánh giày, có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu như này, màu đen và màu nâu như này. Đấy, hàng hết lâu lắm rồi, với lại có hàng về nhá. Giá sẽ là 40k cho một hộp xi như này. Ở đây thì về nhà các bác chỉ cần lột ra cho em. Đấy, và đây nó sẽ có sẵn cho các bác là cái phần bông mút như này. Bông mút như này các bác chấm vào xi này, sau đó thì các bác đánh lên giày như này, sạch luôn, rất tiện ích. Đấy, cái xi này thì nó lên màu rất là tốt và tạo độ bóng rất là tốt luôn nhá. Tạo độ bóng rất là tốt luôn. Có hai màu, màu đen và màu nâu. Lên mã giúp cho em, đó là xi đánh giày, giá sẽ là 40k trên một lọ nhá. 40.000 trên một lọ xi như này. Các bác lấy màu đen cũng có mà màu nâu cũng có luôn. Đấy, muốn lấy màu nào thì lấy, màu đen hoặc màu nâu. Giá thì sẽ là 40k trên một lọ xi đánh giày như này. Hàng này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Có sẵn miếng mút rồi, mình chỉ cần quẹt qua giày cho em cái là xong. Lên cho em là xi đánh giày nhá. 40k trên một lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm, đó là cái máy chuyên đuổi chuột nhá, máy đuổi chuột và côn trùng kiến gián, nhưng mà con này thì thiên về đuổi chuột hơn. Lên cho em là máy đuổi chuột, giá sẽ là 35k thôi. Hàng cực kỳ chất lượng mà giá rất hợp lý nhá. 35.000 cho một con máy đuổi chuột như này. Đây các bác này. Là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2, là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomax xin kính chào quý anh chị. Giá chỉ có 35k này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái bộ quần áo mưa các bác này. Bộ quần áo mưa như này. Hàng thì đúng như trên hình như này luôn. Đấy. Đúng như trên hình như này nhá. Hàng của thương hiệu Tú Phong, hàng VIP 1, hàng loại 1 cho các bác luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là vải áo mưa nhá. Đấy. Nó là vải phủ áo mưa. Đấy, vải phủ ni lông cho nên là nó rất là bền và có hai lớp như này các bác này, hai lớp như này. Vừa là chống nắng chống mưa. Đấy, chống nắng chống mưa và chống rét rất là tốt luôn. Có cả mũ ở đằng sau đây nhá, có cả mũ đằng sau luôn. Đó. Hàng thì size của nó là size L, tiêu chuẩn các bác sử dụng thì rất là ok. Đấy, bao gồm cho các bác là combo một quần và một áo, một quần một áo. Giá sẽ là 195k nhá, 195k. Lên mã giúp cho em, đó là bộ quần áo mưa 195.000. Đấy, giá thì chỉ có 195 cành cho cái bộ quần áo mưa như này thôi. Giá khá là tốt cho các bác sử dụng luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Tiếp tục các mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác đó là bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái con máy các bác lên cho em là hút bụi đại nhá, hút bụi đại. Con này công suất của nó sẽ là 1000W, sử dụng điện 220V, 1000W sử dụng điện 220V. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đây các bác này. Đấy, đây. Đấy, thấy không? Máy chạy khỏe khủng khiếp luôn. Đó. Đấy. Máy chạy siêu khỏe luôn các nhá. Các bác thấy không, nó hút này. Quá khủng khiếp luôn các bạn. Đó. Đấy. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó như động cơ phản lực các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Đây. Con này 1000W sử dụng điện 220V và nó sẽ có các cái đầu phụ kiện, đầu kết nối đi kèm như này. Đầu ống nối dài này, ống ngắn này, rồi là chân hút này, nhiều lắm các bạn, phụ kiện của nó cả rổ luôn. Giá thì sẽ là lên cho em là hút bụi đại nhá. Đấy, hút bụi đại. Giá sẽ là 450.000 các bác này. 450.000 cho con hút bụi đại như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái con hút thổi bụi nhá. Hút thổi bụi. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V. Con này thì công năng vừa hút vừa thổi nhá, vừa hút vừa thổi. Cái con hút bụi đại thì nó chỉ hút bụi thôi, còn con này là vừa hút vừa thổi. Con này thì đa năng hơn, vừa hút vừa thổi được các bác nhá, vừa hút vừa thổi. Thì con này giá sẽ là 260.000. Con này vừa hút vừa thổi được luôn các bác. Đấy, vừa hút vừa thổi được luôn, rất tiện ích các bác ơi. Đó, đây các bác chỉ cần lắp cái đầu này vào cho em này thì nó sẽ là dòng một con máy thổi này. Một con máy thổi, nhà các bác nào nhiều lá cây. Đấy, sử dụng điện 220. Nhà bác nào nhiều lá lẩu các thứ thì dùng con này cho em. Đây. Đấy. Thì đây này nó sẽ là chức năng là thổi này. Thổi rất khủng khiếp luôn nhá. Thổi. Thổi rất mạnh luôn các bác thấy không? Đấy. Thổi tung rời luôn nhá. Đây, thổi tung rời luôn các bạn. Đây. Các bác thấy không? Thổi tung rời luôn đây các bác này. Đây, thổi nhá. Đấy. Đây, đây, thổi đây. Tung rời luôn. Đó. Đấy, thấy chưa? Đó. Ngoài thổi thì nó sẽ có chức năng hút, hút thì đảo cái này vào cho em này, đảo cái này sang bên này nó sẽ là thành chức năng hút này. Đấy. Đây, hút ở đây các bác này. Đấy, hút vào này. Hút vào này.
kích vào đây các bác này. Đó, thấy không? Đó. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái đầu như này để các bác hút rác bẩn các thứ vào đây chị em. Đấy, hút rác bẩn vào đây. Đấy, thấy không? Đó. Con này thì sẽ là 260.000, lên chị em là hút thổi bụi bằng điện nhá, 260k. Đó. Con này thì chạy bằng điện, 260.000. Hút thổi bụi điện này. Lên chị em là hút thổi bụi điện nhá. Hút thổi bụi điện. Thổi bụi điện 260.000 nhá, 260.000. Tiếp theo thì cái con massage cổ đấy, từ nãy giờ em đang quay thì em lắp máy vào luôn các bác này. Đây. Massage cổ nhá. Đấy, massage cổ vai gáy. Con này sẽ là 320.000, 320.000 hàng đựng trong một cái hộp như này. Em đang đeo trực tiếp đây. Đang đeo đây các bác này. Đấy. Và các bác muốn tăng độ lên thì các bác kéo cái này xuống cho em. Nó sẽ là massage cổ này. Và đằng sau của nó là có các cái phần để massage vai gáy nữa. Rất tiện ích luôn, đeo vào thì rất là phê luôn các bác này. Đấy. Massage cổ vai gáy nhá, 320.000. Đó. Nhìn tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn phễu này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu. Con này thì giá sẽ là 90.000 à. 90.000, có dây có quay đeo như này, có dây có quay đeo như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu, con này giá sẽ là 90k cho một con đèn phễu như này. Siêu sáng luôn các bạn. Đấy, đây các bác thấy không? Siêu sáng luôn. Mình dập cầu dao cho anh tí. Đấy, siêu sáng luôn. Đây em sẽ test tắt điện đi cho các bác xem này. Đây. Đấy, đây các bác thấy không? Đây, đấy. Rất sáng luôn. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Con này thì giá chỉ có 90k thôi. Các bác có thể dùng để dọi xa, dọi gần này. Rất khủng khiếp luôn các bác thấy không? Đó, sáng cả một không gian luôn. Giá sẽ là 90k. Rồi, ok. Đó. Con này rất sáng các bạn, sáng lắm. Dùng thì rất là thích luôn. Có chế độ báo pin và có cả cổng sạc ra cho điện thoại này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá. Nó sẽ là hình một cái phễu như này. Hình một cái phễu như này, một pha bóng và rất là sáng nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu. Giá sẽ là 90k này. Đấy, đèn phễu này. Đèn phễu, giá sẽ là 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cân đức nhá. Cân đức. Con này thì cân được 10 kg, em đang bán là 160. Hôm nay, riêng hôm nay xả cho bác còn 120.000 cho một con cân đức như này thôi. 120k. Mặt này của nó là bằng inox nhá. Đấy. Mặt này của nó bằng inox 304 nhá. Đấy, bằng inox này. Mặt này của nó bằng inox sáng bóng. Đây, nó là cái lớp giấy bóng thôi. Cái lớp giấy bóng nó phủ cho nó chống xước thôi. Bóc ra nó là inox sáng bóng luôn. Đó, và nó sẽ sử dụng là hai quả pin tiểu. Hai quả pin tiểu thì về nhà các bác sử dụng thì các bác lắp cái pin tiểu vào cho em. Lắp pin tiểu vào. Đó. Và con này nó cân được 10 cân. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác chỉ còn 120.000 trong cái mã cân đức này thôi. 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con súng thư giãn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 170.000 cho một con súng thư giãn như này. Bao gồm là một súng và bốn đầu, một súng và bốn đầu nhá. Đấy, một súng bốn đầu massage như này, bốn đầu massage và một cái cáp sạc nhá. Một súng bốn đầu massage, một cáp sạc, lắp thử cho các bác xem này. Dây của nó sẽ là động cơ không chổi than và lõi bằng đồng nhá. Máy chạy cực kỳ khỏe luôn các bác thấy không? Đây. Đấy. Máy chạy rất khỏe luôn nhá. Đây mới là chế độ 1 này. Đấy. Có 5-6 chế độ tất cả cơ. Khi các bác sử dụng thì các bác giữ lì cho em. Đấy. Khi tắt bật thì các bác giữ lì nhá. Đấy. Rất khỏe luôn. Giá thì chỉ có 170.000 thôi. Nó hình khẩu súng như này nên các bác lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Đấy. Lên cho em là súng thư giãn. Giá của nó sẽ là 170.000 cho một con súng thư giãn như này nhá. 170k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dây tắm các bác này. Đây. Dây tắm như này. Đấy, con này thì giá sẽ là 15k cho một cái dây tắm như này nhá, 15k. Con này thì rất tiện luôn. Về nhà các bác cho xà bông xà phòng vào đây, nó sẽ là cái dòng cao su non mềm. Cao su non mềm như này thì các bác cho xà bông xà phòng vào đây là mình sử dụng thôi. Kéo ra như này nó có cái độ co giãn nhất định nhá và rất là tiện luôn. Các bác có thể dùng để mình vừa tắm vừa kỳ cọ lưng, cổ, vai, gáy rồi chân tay đều được hết nhá. Rất tiện ích. Giá thì sẽ là đi 15.000. Đấy, giá thanh lý cho bác chỉ còn 15k thôi, 15k. Đó. Đấy, ứng dụng rất đơn giản luôn. Tắm trà lưng silicon hai mặt, giúp bạn làm sạch lưng hoặc những vùng khó với tới nhất. Thật là hiệu quả phải không nào? Link mua hàng bên dưới video nhà các bạn. Đấy, nó bằng silicon mềm như này thì các bác dùng nó massage thư giãn rất là tốt và rất là sạch sẽ, các bác chỉ cần treo lên là nó khô luôn. Nó rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ 15k thôi, giá này là giá xả lỗ thanh lý ưu đãi cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kem đánh răng Hàn Quốc đây. Một lọ này của nó sẽ là 120g, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Hàng của Hàn Quốc made in Korea. Đấy, hàng của Hàn Quốc made in Korea, mã tem mã vạch đàng hoàng. Giá sẽ là 40k cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này nhá. 40.000 cho một lọ 112g,
120g, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Con này thì chuyên làm trắng răng nhá. Bác nào răng ố, răng vàng thì đưa hết vào cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ô Nhật nhá. Ô Nhật thì nó sẽ về đủ màu, bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Lên cho em là ô dù Nhật, giá sẽ là 80k. Các bác chỉ cần nhấp này nó sẽ bật ra này. Đấy. Nhấp như này nó sẽ bật ra cho em. Đó, nhấp này sẽ bật ra này. Nhấp này sẽ đẩy vào này, rất là tiện. Sau đó thì các bác sập cái này vào cho em. Nhấp này nhá. Tất cả cái này là đóng và mở đều phải nhấp hết nhá. Đây nó có hai mũi tên này. Mà bật lên và đóng xuống đều phải là nhấp hết nhá. Các bác thấy không? Rất tiện ích luôn. Đây, đấy, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 80.000 cho một cái ô dù Nhật như này. Lên mã giúp cho em đó là ô dù Nhật, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. Rất tiện ích luôn, màu sắc thì đa dạng. Đấy, rất là nhiều màu. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Đây các bác xem màu này, màu của nó đây. Màu xanh, màu đỏ, màu ngẫu nhiên nhá, 80.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông nhá, bộ rổ vuông 90.000. 90.000 cho 3 đôi, tức là các bác mua chỉ mất đâu đó là vào 30.000 thôi. 90.000 cho 3 đôi, tức là vào chỉ mất là 30.000 cho một đôi thôi. Đó. Đây. 90.000, đầy đủ combo cho các bác luôn. Đấy. Đầy đủ combo cho các bác luôn. Chất liệu của rổ của nó thì nó sẽ là nhựa mềm nhá. Nhựa mềm, nhựa nguyên sinh mềm. Đây, đấy các bác theo, rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Ấn nó thoải mái luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông nhá. Rổ vuông giá sẽ là 90.000. Rổ vuông này. Rổ vuông 90k cho một bộ như này. Đấy, 90k cho một bộ bao gồm là 3 đôi, 3 đôi nhá. Cứ combo cho em luôn. Combo cho em là 3 rổ 3 chậu. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là 3 rổ 3 chậu như này. Đấy, chất liệu của nó là nhựa mềm, đập phá ném thoải mái cho em luôn. Đấy, đập phá ném thoải mái luôn, nhựa silicon mềm, nhựa nguyên sinh mềm, cực kỳ xịn sò luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái xịt xoang các bác nhá. Đấy, xịt xoang đây. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em là xịt xoang, giá sẽ là con này em đang bán là 40.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn 35.000 cho một lọ như này thôi. 35.000 cho một lọ xịt xoang như này. Các bác bị các bệnh về mũi kinh niên, ví dụ như là viêm xoang, viêm mũi dị ứng, mũi kích ứng, mũi do thời tiết này. Đấy, do môi trường khí độc này. Đấy các bác. Các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em, xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em. Lên mã giúp cho em là xịt xoang mũi nhá. Giá thì sẽ là thanh lý cho các bác còn 35.000 một típ như này. 35.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Và mua, nếu các bác mua 3 lọ thì sẽ là 100.000 cho 3 lọ nhá. 100k là bằng 3 lọ này. Đấy, bằng 3 lọ. Và 35.000 cho một lọ luôn. 35.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Giá rất ưu đãi cho bác luôn. Vâng, lại là em Huấn Phạm đây nhá. Chào các bác. Chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mẫu nước hoa. Mẫu nước hoa hàng của Nhật các bác này. Hàng của Nhật đây. Brolamen. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là nước hoa khô nhá. Giá nó sẽ là 30.000 cho một hộp như này. 30.000 cho một hộp này, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đi 30.000 một hộp sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 4. 4 một hộp sẽ một hộp to thì sẽ có cho các bác là 4 hộp nhỏ như này nhá. Đây, đấy. Đây các bác này, đấy nó sẽ là dòng nước hoa khô như này. Và các bác có thể dùng để mình bôi trực tiếp lên tay này hoặc là lên thái dương hoặc là lên phía sau cổ đấy thì tùy các bác muốn sức vào đâu thì sức nhá. Nó sẽ là dòng nước hoa sáp khô như này, mùi thơm dịu nhẹ, rất là dịu nhẹ, dễ chịu luôn. Và giá thì sẽ là 30k cho một hộp như này nhá. 30.000 cho một hộp nước hoa như này sẽ bao gồm cho các bác là 4 lọ luôn. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khô nhá, nước hoa khô 30.000 cho một hộp như này, bao gồm là 4 lọ, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. 4 lọ với lại 4 mùi hương khác nhau. Đấy. Hương Paris này, đấy rồi rất là nhiều các loại hương khác nhau nhá. Ớt men này, Paris này, nói chung là 4 lọ 4 mùi hương như này. 4 hộp với 4 mùi hương khác nhau, giá thì chỉ có 30k thôi. Lên mã giúp cho em là nước hoa khô, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái pin 16850 nhá. Pin 18650. Đấy, hàng pin lithium 3,7V. Con này các bác có thể dùng để mình thay tháo và chế cháo các kiểu con này đều được luôn. Giá thì sẽ là 20k cho một viên như này nhá. 20k cho một viên pin lithium 18650 như này. 20.000 một viên thôi. Đấy, 20.000 cho một viên pin như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy tỉa lông mũi mini nhá. Con này thì nó sẽ là hàng bằng máy. Giá thì sẽ là 60.000 một chiếc. 60.000 cho một chiếc máy tỉa lông mũi mini như này. Có kèm cho các bác là một cáp sạc này, một cáp sạc và một con máy như này. Đấy, máy như này các bác nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật của thương hiệu Konka các bác này. Konka của Nhật nhá. Đấy. Và nó sẽ là dòng máy như này và dòng dùng để sạc pin nhá. Dùng sạc pin đây. 3W này, công suất của nó là 3W. Các bác chỉ cần nhấp này là xong này. Đấy.
Ở đây thì con này các bác dùng nó rất là tiện dụng, nó chỉ nhỏ bằng cái máy lửa như này thôi, nhỏ bằng cái máy lửa này thôi. Các bác có thể bỏ ba lô đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều ok hết nhá. Các bác lên mã giúp cho em là máy tỉa lông mũi nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một con máy tỉa lông mũi mini như này. Con này thì rất là nhỏ gọn và tiện dụng, các bác có thể mang theo đi du lịch, đi học, đi làm, đi công tác đều ok hết nhá. Đấy, nó sẽ là dòng sạc pin về nhà thì các bác sạc vào cho em là xong. Đấy, dùng hết thì mình lại sạc pin vào cho em. Máy tỉa lông mũi mini giá sẽ là máy tỉa lông mũi mini giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã rất mới, đó là cái đế nóng nhá. Đấy, các bác lên cho em là đế nóng này. Đấy, con này thì sử dụng trực tiếp điện 220V luôn. Các bác có thể dùng để mình đun nấu và có cả điều chỉnh tăng giảm ở đây nhá. Tắt đi này và có cho các bác là 5 số luôn, 5 cấp số như này. Đấy, cái này của nó bằng gang này thì các bác có thể dùng để mình đun nấu hoặc là hãm trà hoặc là dùng để hãm trà các thứ đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho một con đế nóng như này. Đây, em sẽ cắm điện cho các bác xem. Con này thì các bác cắm vào một lúc cái là nó sẽ nóng cái đế này lên luôn. Thì các bác có thể đặt lên trực tiếp để mình đun nấu các kiểu con này điều được luôn. Đây, đấy nó sẽ có công tác điều chỉnh ở đây nhá. Đấy, tắt đi thì nó sẽ tắt đèn này. Và bật lên, các bác bật lên là đèn nó sẽ lên này. Thì nó sẽ có cho các bác là số 1, số 2 cái thứ này. Đấy. Và cái này thì các bác cho vào là nó sẽ nóng luôn, nó là một cái mâm gang nhá. Nó sẽ là một cái mâm gang như này. Nóng luôn đấy, em vừa để cái là nó đã nóng rồi các bác nhá. Đấy, rất là nhanh luôn, nếu các bác để số mạnh là nó còn nóng nhanh hơn. Thì con này các bác có thể mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt. Đấy, đi đâu cũng được, công tác mình có thể dùng để mình đun nấu. Nó như một cái mâm gang nhá, nó như một cái mâm gang, rất là tiện luôn. Lên cho em là đế nóng nhá, đế nóng, giá của nó sẽ là 130.000 cho một con đế nóng như này. Đây. Đấy, các bác có thể đun các cái loại xoong nồi các kiểu con này đều được luôn. Đấy, đun rồi các bác có thể dùng để mình chế biến pha trà các thứ cũng rất là ok. Đây em sẽ có video thực tế đây các bác này. Con này các bác có thể cho cả ấm sứ, ấm sành, ấm sứ lên đun được bình thường các bác nhá. Đấy, nó giữ nóng rất là tốt luôn. Đấy. Nó vừa giữ nóng cho các bác khi mà mùa đông mình hãm trà, pha trà các kiểu con này đều luôn, rất tiện ích. Giá thì sẽ là 130.000 các bác nhá, 130.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái đuôi hai chân nhá. Cái đuôi này nó sẽ là một cái dòng đuôi cảm ứng. Con này thì nó sẽ tiện hơn cái đuôi thường kia một chút. Cầm cái đuôi, cả cái đuôi thường này. Con này nó sẽ tiện hơn cái đuôi cảm ứng thường một chút nhá. Con này là về nhà các bác không cần phải đấu nối đấu nủng gì cả. Về nhà thì nhà các bác đã có sẵn cái đuôi rồi. Đấy, có sẵn cái đuôi rồi. Các bác chỉ việc là xoáy vào cái đuôi này cho em xong xoáy quả bóng qua đây là nó sẽ cấp điện và dòng này nó sẽ là dòng cảm biến. Và nó sẽ có người đi đến thì nó sáng và đi qua nó sẽ tắt nhá. Nó cũng có điều chỉnh thời gian sáng này và sáng ban ngày hay ban đêm nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em đó là đuôi hai chân nhá. Đuôi hai chân giá sẽ là 60.000 cho một con đuôi hai chân như này. Nó cũng là dòng đuôi cảm biến như bình thường thôi. Nhưng mà em gọi nó khác tên đi để nó tránh cái việc là bị trùng tên các bác nhá. Đấy. Con này. Cách lắp đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần lắp cái đuôi đèn này vào cái đuôi hiện có ở nhà rồi lắp thêm bóng đèn nữa là xong. Đấy. Khi đi gần đến đèn sẽ tự động sáng, khi bạn đi qua đèn sẽ tự động tắt. Lắp đặt một cái ở nhà bếp, lan can, cầu thang hay hành lang bên ngoài nhà đều tiện lợi, vừa tiết kiệm điện vừa sử dụng hiệu quả, rất tiện. Có cái này rồi, bạn có thể chuyển đổi bóng đèn thông thường ở nhà thành đèn cảm biến hồng ngoại. Cách lắp đặt cũng rất đơn giản, chỉ cần lắp cái đuôi đèn này vào cái đuôi hiện có ở nhà rồi lắp thêm bóng đèn nữa là xong. Khi đi gần đến đèn sẽ tự động sáng, khi bạn đi qua đèn sẽ tự động tắt. Đó, rất tiện ích cho nhá. Lên máy giúp cho em đó là đuôi hai chân giá sẽ là 60.000. Ngoài ra thì bên shop có cái đuôi cảm ứng đây. Đấy, lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá. Con này thì em đang bán với cái giá là 60.000. Đợt này thì con này sẽ về cho bác giá tốt hơn một chút. Giá của nó sẽ là 55k cho một cái đuôi đèn cảm ứng như này. Con này thì về các bác phải đấu nối vào nguồn điện. Cái tính năng sử dụng thì nó cũng như con kia, cũng là có điều chỉnh ban ngày ban đêm và thời gian sáng. Ngoài ra thì về nhà các bác phải đấu nối trực tiếp thì nó sẽ mất công hơn một chút. Còn cái con đuôi hai chân kia thì về nhà các bác chỉ việc là xoáy vào cái đuôi cũ của mình là xong. Con này thì các bác lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn cảm ứng giá của nó sẽ là 55k. Đuôi đèn cảm ứng này, đuôi đèn cảm ứng giá của nó sẽ là 55k thôi, 55.000. Đấy, về cho các bác giá tốt hơn một chút, 55k cho con đuôi đèn cảm ứng như này. Còn con này nó sẽ là đuôi hai chân, giá sẽ là 60.000. Thì con này nó tiện hơn, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, nhu cầu mục đích của các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cục lọc nước nhá. Đấy, cục lọc nước. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho một cục lọc nước như này. Về nhà thì các bác có thể là bắt vào các cái nguồn cấp nước nhà mình. Ví dụ như là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, rồi các cái nguồn nước mình lắp vào cho em thì nó sẽ giúp cho các bác là cái tính năng lọc nước, lọc cặn bã rất là tốt luôn. Đấy, thì ví dụ như nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet của các bác, nguồn nước của mình mà hay bị bẩn thì các bác dùng con này cho em. Đấy, đây.
thì các bác lắp đặt vào sau đó thì nó sẽ lọc nước cho các bác rất là tốt nhá. Lên cho em là đuôi lọc nước. Các bác lên cho em là củ lọc nước nhá. Củ lọc nước giá của nó sẽ là 50k. 50.000 cho một củ lọc nước như này. Tham khảo cái cục lọc nước mini này. Nhà bác nào mà có cái gen ở đầu vòi này sẵn thì mình mua về mình xoáy vào. Nó còn nếu như mà không có thì các bác có thể xoáy ở phía trong hoặc là inbox qua cho em để em hỗ trợ nhá. Màng lọc là inox 34. Các bác nhìn rất là nhiều cặn bã lọc được tạp chất nhỏ rất tốt. Các bác có thể xoáy ra vệ sinh rất là dễ dàng. Mình có thể xoáy ra để vệ sinh được các bác nhé. Cái mẹo nhỏ có thể giúp cho cái máy giặt của nhà các bác sử dụng được bền hơn nhé. Cặn bẩn nó là một cái yếu tố mà nó làm cho cái máy giặt của chúng ta sử dụng nó nhanh hỏng. Đó thì các bác có thể tham khảo cái cục lọc nước mini này. Nhà bác nào mà có cái gen ở đầu vòi này sẵn thì mình mua về mình xoáy vào. Nó còn nếu như mà không có thì các bác có thể xoáy ở phía trong của là inox cho em để em hỗ trợ nhé. Màng lọc là inox 34. Các bác nhìn rất là nhiều cặn bã lọc được tạp chất nhỏ rất tốt. Các bác có thể xoáy ra vệ sinh rất là dễ dàng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là từ được làm từ titanium các bác này, titanium và các cái hạt nam châm từ trường như này. Thì khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, huyết áp ổn định. Đây, vừa là vàng vừa mạ vàng 18 carat thì vừa giúp cho các bác là vừa làm đồ trang sức, vừa giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, huyết áp ổn định. Đó, lên mã giúp cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá thì đợt này bên shop về cho các bác cái giá rất là tốt nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp này. Lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Lên cho em là vòng vàng này. Điều hòa huyết áp giá sẽ là 40k một chiếc thôi. 40.000 một chiếc vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp khuy cúc nhá. Đấy, khuy cúc áo. Lên cho em là khuy cúc áo này. Một hộp này của nó thì đầy đủ to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác đó là 35.000 nhá. 35.000 cho một hộp khuy cúc áo như này. Đây. Đấy các bác này, rất đẹp luôn. Thì về nhà cúc áo cúc quần đều được hết nhá. Cúc áo cúc quần đều được hết này. Ở đây thì nó sẽ sẵn cho các bác là cả cúc này, các màu luôn. Cúc các màu và vít như này rồi. Ví dụ như quần áo các bác mà bị hỏng này, bị bong này, hoặc là các bác muốn cho nó nhỏ vào một chút này thì các bác có thể dùng cái cúc này cho em. Nó rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 nhá. 35.000 cho một hộp như này. Lên cho em là khuy cúc nhá. Khuy cúc áo, khuy cúc quần. Giá sẽ là 35.000 cho một hộp thôi. 35k cho một khuy cúc áo cúc quần như này. Cái này thì ứng dụng rất là đơn giản thôi. Nó có sẵn như này rồi. Về nhà các bác không cần phải dùng bằng kim khâu gì cả. Nó có sẵn ốc vít như này. Các bác về các bác bắt vít vào là xong. Cỡ nào thì các bác cũng bắt được hết nhá. Ở đồ ra đã có bộ dụng cụ đóng khuy cúc này, cực kỳ tiện lợi luôn. Rất là tiện luôn các bác nhá. Đấy. Từ giờ sẽ không phải lách kìm bấm cúc. Thì rất là tiện luôn các bác, chỉ cần là bắt vít vào cho em là xong. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay. Con này thì giá sẽ là 100 cành cho một con đèn cầm tay như này, 100k nhá. Con này thì rất là tiện luôn. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái cáp sạc này. Đấy, và có tấm pin năng lượng mặt trời đây, có tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, và có chân sạc ra cho điện thoại luôn, chân sạc ra cho điện thoại hết pin các bác dùng để sạc cho em. Có báo pin nhá. Đầu tiên nó sẽ có một cái đèn cầu lồi như này, tiếp theo là đến một cái giải led hai bên như này. Và tiếp theo nữa là một cái đèn pha khá là rọi luôn, đèn pha khá là rọi nhá. Rọi khá là xa luôn đấy các bạn. Đó, một con đèn pha như này. Đấy, tổng của nó sẽ là có 3 đèn và có tấm pin năng lượng mặt trời đằng sau như này. Giá thì chỉ có cho các bác là một con đèn cầm tay như này, giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi. Bên mã giúp cho em là đèn cầm tay, giá của nó sẽ là 100k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đuôi lò xo này. Bên mã giúp cho em đó là đuôi lò xo, một con đuôi lò xo như này giá sẽ là 35.000. Đấy, 35.000. Thì đây, em mô phỏng lại cái đuôi hai chân. Thì về nhà các bác có sẵn cái đuôi này rồi, các bác chỉ cần bắt vào đây cho em này. Sau đó thì mình bắt cái quả bóng ra đây, bắt quả bóng ra đây. Thì khi có người đi qua thì nó sẽ sáng và không có người thì nó sẽ tự tắt. Đấy, rất tiện ích nhá. Con đuôi lò xo này thì sẽ là 35.000. Còn cái con đuôi hai chân này thì nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho con đuôi hai chân như này. Con đuôi lò xo này là 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn cúc áo nhá. Đèn cúc áo, con này thì bên shop đang thanh lý, giá cực tốt cho bác luôn, chỉ có 30k thôi. 30k trong con đèn cúc áo như này, siêu sáng luôn các bác này. Đấy, nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, con này thì giá thanh lý cho bác chỉ có cho các bác là 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo, siêu sáng luôn, 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Đấy, có nam châm hít rồi, có chức năng khui bia các thứ luôn. Tiếp theo là cái tô vít đa năng nhá. Đấy, tô vít vạn năng. Đây, tô vít vạn năng như này. Đấy, con này thì 8 trong 1 luôn. Đấy. Đây, nó sẽ có cho các bác là đầu dẹt này. Đấy, đầu dẹt này. Các bác không thích dùng đầu dẹt thì mình lại dùng cái đầu tròn như này. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ. Và các bác thấy không? Tiện không? Rất là tiện luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là đi
80.000 thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một con vít mini như này nữa này. Đấy, một con vít mini, hàng siêu nhỏ như này. Hàng siêu nhỏ như này để các bác dùng cho các cái loại ốc mini, ốc nhỏ đấy thì cũng rất là ok nhá. Và có một đầu dẹt, một đầu tròn. Các bác có thể đảo chiều để sử dụng đầu dẹt, đầu tròn cho em. Đó. Lên cho em là tô vít vạn năng nhá. Tô vít vạn năng. Giá thì chỉ có 80k thôi. 80k cho một con tô vít vạn năng như này nhá. 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu túi nhá. Mẫu túi này thì đầu tiên các bác lên mã giúp cho em đó là túi túi nam nhá. Túi nam. Con này thì nó sẽ là một cái túi rất là tiện ích để các bác có thể dùng đi du lịch, đi chơi, đi phượt, đi học, đi làm đều được hết nhá. Đây, lên mã giúp cho em là túi nam này. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng vải dù quân đội nhá. Vải dù quân đội có quai đeo, quai sách như này. Chiều cao thì vào khoảng trên 20, chiều rộng 20. Và khi mà các bác mở rộng ra thì nó sẽ là vào khoảng 10cm. Con này thì rất là tiện luôn. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, các bác có thể dùng để đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt này. Ở trong có một ngăn phụ này. Đấy, tiếp theo là các cái ngăn nhỏ bên ngoài nữa. Con này thì dùng rất là thích luôn. Đấy, rất thích luôn các bạn. Đây, ngăn phụ bên sau nữa này. Con này thì xịn xò lắm, xịn xò con bò luôn các bạn này. Đấy, xịn xò con bò. Các bác bỏ được khá nhiều đồ luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. 110.000 cho một con túi nam như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là túi nam, giá sẽ là 110.000. Đó, lên cho em là túi nam này. Đây, túi nam. Giá sẽ là 110k nhá, 110k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bao lô da như này. Bao lô da như này các bác này. Đấy, bao lô da. Thì nó có màu màu đen và màu xanh như này nhá. Màu đen và màu xanh như này. Thì màu nó cũng na ná như nhau thôi. Một con bao lô da cực kỳ chất lượng và xịn xò như này các bác này. Đấy, bao lô da nhá. Rất chất lượng xịn xò luôn. Đấy. Hàng thì khá là rộng luôn. Chiều ngang của nó thì vào chiều dài khoảng 50, chiều rộng thì vào khoảng là 25 và chiều cao thì vào khoảng là 30 nhá. Đấy. Các bác có thể dùng để mình mang đi du lịch này. Đấy, đi du lịch này, đi học, đi làm, đi công tác này. Có quai đeo, quai sách đàng hoàng nhá. Có quai đeo, quai sách đàng hoàng. Đấy. Và có cho các bác là một cái ngăn bên hông như này để mình đựng giày dép vào đây. Đấy, đôi giày, đôi dép các bác đút vào đây cho em. Rất là tiện ích luôn nhá. Đôi giày, đôi dép đút vào đây. Rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em là ba lô da nhá. Ba lô da. Giá thì lên mã giúp cho em là bao lô da nhá. Giá sẽ là 125.000 một chiếc. 125.000 cho một con bao lô da hàng của hãng đẹp như này. Đấy, mua về để đi du lịch này. Hoặc là các bác đựng đồ, đựng quần áo ở nhà cũng rất là ok luôn. 125k cho một con bao lô da như này. Rất tiện ích luôn các bạn. Hàng thì khá đẹp và tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đốc sạc kèm pin nhá. Đây, thì combo của nó sẽ là bao gồm một đốc sạc và 4 viên pin như này. Một đốc sạc và 4 viên pin như này. Giá thì đang gửi tới các bác cái giá đó là 65k nhá. Pin này của nó sẽ là dòng pin đồng hồ nhá. Dòng pin này của nó sẽ là pin đồng hồ. Đấy, pin đồng hồ cho các bác sử dụng như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Đó, lắp vào đây cho em. Đốc sạc pin đồng hồ giá sẽ là 65k. Đấy, 65k nhá. Con này thì ngoài lắp pin đồng hồ thì các bác có thể dùng để trong sử dụng để làm lắp vào mic karaoke thì cũng ok. Tiếp theo là vòi cam xanh nhá. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu cam và màu xanh như này. Đấy, màu cam và màu xanh cho nên bên em lên nó là vòi cam xanh. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành cho một con vòi cam xanh như này. Ở đây nó sẽ là một con vòi rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, vòi cam xanh rất tiện ích luôn. Có hai đường nước nhá, một hai đường nước như này. Các bác có thể xoáy điều chỉnh tùy chỉnh nhá. Có hai đường nước rất là ngon lành cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Lên cho em là vòi cam xanh nhá. Giá sẽ là 50 cành cho một cái bộ vòi cam xanh như này. Đây, đầu kết nối bằng đồng này, có hai đường nước cho các bác điều chỉnh này, có ren xoáy, ren siếc các thứ đàng hoàng và có các cái nguồn kết nối rất ok. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Lên cho em là vòi cam xanh. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái lô dây thắt lưng hàng thanh lý siêu thị. Đây. Đấy, do nó là cái hàng thanh lý, giá thì rất là rẻ và bên em bán bốc ngẫu nhiên các nhá, bốc ngẫu nhiên. Đấy, mỗi mặt thì nó sẽ có một cái kiểu dáng chữ khác nhau. Nhưng về cơ bản thì cũng rất là đẹp, mặt tráng gương rất là đẹp cho anh em các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship đây. Đấy, mặt của nó sẽ là mặt tráng gương như này. Và dạng là dạng con lăn, đúc liền nhá. Đấy, mặt đúc liền dạng con lăn như này, dạng con lăn đúc liền như này. Con này dùng thì cực kỳ là VIP luôn. Đơn từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Chất da của nó thì siêu mềm luôn nhá. Chất da thì rất là mềm mại luôn. Đó. Mặt của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là mặt tráng gương như này và khóa thì là khóa con lăn như này thì các bác dùng nó rất là tiện. Ở cái nấc nào cũng được, to nhỏ tùy chỉnh các bác. To nhỏ các bác có thể đẩy ra đẩy vào. To nhỏ tùy chỉnh cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 50 cành thôi nhá, 50 cành. Các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thập cẩm nhá. Thắt lưng thập cẩm. Đấy thì nó sẽ có đủ cho các bác là các cái mẫu khác nhau này, mẫu chữ H này, mẫu chữ A này, mẫu DG này.
mẫu con đại bàng này, mẫu DG, mẫu con đại bàng này, đấy, mẫu chữ G này, đấy, nói chung là nhiều mẫu lắm. Thì bên em sẽ gửi màu gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Mẫu chữ N này, đấy, rồi mẫu hình đây, đấy, hình tóc này, mẫu chữ G này, mẫu đại bàng này, mẫu DG, mẫu chữ H này, đấy, nôm na như vậy. Và dây thì khá là dài luôn nhá, dây khá là dài luôn, tầm 1m2, 1m3, các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, hàng thì chất da siêu mềm. Lên mã giúp cho em là thắt lưng thập cẩm nhá, thắt lưng thập cẩm, giá sẽ là 50k một chiếc. Đấy, lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thập cẩm này, thắt lưng thập cẩm, thắt lưng thập cẩm nhá, đó, giá sẽ là 50k, 50.000 cho một chiếc thôi, giá cực kỳ ưu đãi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tất vỉ nhá, tất vỉ. Thì bên em về nó sẽ có màu trắng và màu ghi như này, màu trắng và màu ghi như này. Một vỉ của nó sẽ là 10 đôi, một vỉ là 10 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá, 90.000 cho một vỉ tất 10 đôi như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, 100% chất liệu 100% cốt tông tự nhiên. Đấy, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn, thấm hút mồ hôi tốt, chống nấm mốc, chống hôi chân các kiểu con nào điểu luôn. Nên mã giúp cho em đó là tất vỉ nhá, giá của nó sẽ là tất vỉ này, giá của nó sẽ là 90k trên một vỉ 10 đô đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái dụng cụ để các bác tập chống đau, chống đau đốt sống lưng nhá. Đấy, đau sống lưng và sống cổ. Đây. Thì con này thì về nhà các bác lắp vào là mình sử dụng thôi, nó rất là đơn giản. Đây. Đây nó có cái hình thực tế cho các bác xem đây. Có cái hình thực tế cho các bác xem luôn. Con này thì đây. Về nhà các bác tập thì nó sẽ là chống đau đốt sống lưng, đốt sống cổ vân vân. Đây. Đấy các bác nằm lên như này cho em này, nằm lên như này thì nó sẽ giúp cho các bác là giãn cái xương sống này ra này. Đấy, tái tạo sụn khớp này, nó sẽ là nằm này, đấy, ngồi này, ngồi để các bác tựa lưng này, đấy, đa di năng luôn các bác nhá. Đấy, lắp đặt thì cực kỳ đơn giản thôi. Đây, các bác chỉ cần lắp, chỉ cần ấn vào cho nó em là xong. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu? 50.000. Hả? 50.000 nhá. Đấy, các bác lên cho em là cái này các bác lên cho em là dụng tựa lưng này, lên cho em là tựa lưng nhá. Đấy, cái này để tựa lưng. Đấy, tựa lưng, lắp cái này vào cho em này. Sau đó thì các bác sẽ lắp cái này vào đây này. Và cái này các bác có thể tùy chỉnh cái độ cong nhá. Đây, lắp vào đây cho em. Đó. Và nó có rất là nhiều nấc, các bác có thể tùy chỉnh độ cong. Đấy. Thì khi các bác nằm như này thì sẽ giúp cho các bác là massage cơ thể rất là tốt luôn. Đấy. Các bác có thể là đẩy cái nấc vào này. Đẩy cái nấc vào sâu như này. Đấy, các bác thấy không? Đẩy nấc vào sâu như này để cho nó cong hẳn lên. Thì các bác nằm nó sẽ giãn xương sống ra nhá. Đấy, đốt sống lưng, đốt sống cổ này. Đây. Đấy, tập đốt sống lưng, đốt sống cổ rồi vai. Đấy, chủ yếu là lưng và cổ nhá. Đây, lưng cổ như này các bác này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là tựa lưng nhá, tựa lưng. Giá của nó sẽ là 50k. Đó, tựa lưng này. Tựa lưng, giá sẽ là 50k cho cái tựa lưng như này nhá. 50.000 cái tựa lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái túi đeo bụng nhá, túi đeo bụng. Đấy. Thì bên shop có cái túi đeo hông rồi, thì cái này bên em sẽ lên nó là túi đeo bụng. Đấy, túi đeo bụng như này và có hai màu. Một là màu dàn di và hai là màu xanh quân đội. Đấy, một là màu dàn di, cầm cái túi hông vào đây. Một là màu dàn di, hai là màu xanh quân đội như này. Đó. Thì kích thước của nó thì chiều dài khoảng 20. Đấy, chiều dài khoảng 20, chiều cao thì vào khoảng trên 10 cm và các ngăn thì nó sẽ cơ bản như nhau. Đấy, nó sẽ cơ bản như nhau như này. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là con này thì các bác lên cho em đó là túi đeo bụng nhá, túi đeo bụng. Đó, thì nó sẽ có hai màu, màu xanh quân đội và màu dàn di, màu xanh quân đội và màu dàn di. Đó, thì giá thì sẽ là đây. Con túi đeo con túi các bác lên cho em là túi bụng nhá. Đấy, túi bụng này. Đấy, con này các bác đeo là trước bụng, lên cho em là túi bụng này. Màu dàn di thì sẽ là dàn di là 90k nhá, màu dàn di là 90k. Còn màu xanh quân đội nhá, xanh quân đội thì sẽ là 95.000. Đấy, màu xanh quân đội thì sẽ là 95k nhá. Đấy. Đây, con này sẽ là màu xanh quân đội này, màu xanh quân đội này thì sẽ là
95.000. Đấy, còn con màu xanh dàn di này thì giá sẽ là 90k. Đấy, thì về nhà các bác đeo vào bụng như này, mình có thể đựng đồ này. Đấy, các cái mẫu đồ như là nói chung là điện thoại, ví tiền rồi giấy tờ các thứ các bác bỏ vào bụng này, mình đeo đằng trước này thì rất là ok luôn. Đấy. Thì cái con màu dàn di này thì sẽ là 90.000 và con màu xanh quân đội này thì sẽ là 95.000. Ngoài ra thì bên shop có cái túi này, bên em gọi nó là túi đeo hông. Chất liệu của nó thì bằng da bò và giá thì sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một con túi đeo hông như này. Con này thì chất liệu của nó là bằng da bò và nó sẽ to hơn một chút. Đấy, to hơn một chút. Thì các bác muốn dùng cái loại gọn hơn thì dùng. Đấy, cái kia thì nó nhỏ gọn hơn. Đây. Cái này thì nó nhỏ gọn hơn các bạn. Đấy, các bác dùng nó gọn hơn. Đây, còn cái này nó to hơn một chút này. Đó. Thì cái con này chất liệu của nó là bằng da bò tự nhiên nhá. Da bò tự nhiên. Thì các bác lên thì em túi này nó sẽ là túi đeo hông nhá. Túi đeo hông. Giá của nó sẽ là 130.000 trong con túi đeo hông như này. Có màu xanh và màu xanh và màu xám nhá, màu xanh và màu xám. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác hai cái mẫu thắt lưng đây, đều là thắt lưng bằng dây dù. Đấy, thì nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là hình con đại bàng và một mẫu là hình chữ Z nhá. Đấy, đều là thắt lưng hàng của quân đội Mỹ, hàng quân đội Mỹ. Chất liệu dù thì như nhau nhưng mà nó khác nhau ở cái mặt này nhá. Đấy. Con mặt đại bàng này thì giá sẽ là 120.000. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng đại bàng nhá. Thắt lưng đại bàng 120.000. Còn con thắt lưng dép như này thì con này giá mềm hơn một chút, giá chỉ có 80 cành thôi. Đấy. Thì nó đắt ở cái mặt này các bạn. Đấy, nó đắt ở cái mặt này, còn chất liệu dây thì như nhau. Chất liệu dây thì như nhau. Nhưng mà cái mặt đại bàng này thì nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, nó là bản quyền hình ảnh và thương hiệu cho nên nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, con đại bàng này thì sẽ là 120.000. Còn con dép này thì sẽ là 80.000. Đấy, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu này. Thắt lưng cá sấu, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu nhá. Thắt lưng cá sấu đây, cá sấu hộp. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác. Ui xời, lô này về mặt cực đẹp luôn các bác. Đấy, mặt rất đẹp luôn. Đây, mặt da màu vàng này. Đấy, màu vàng rất đẹp luôn. Một thắt lưng và hai cái mặt như này, một thắt lưng và hai cái mặt như này. Hàng thì đựng trong một cái hộp cực kỳ xịn sò con bò luôn. Đó. Các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà. Đây. Chất liệu của nó thì lô này về nó sẽ có cho các bác là này, màu của nó là màu nâu các bạn. Đấy, thắt lưng màu nâu như này. Rất đẹp này. Đấy. Vân cá sấu rất đẹp luôn. Đó, đây, qua theo. Đó, lắp thử vào cho các bác xem. Giá thì chỉ có 150 cành thôi. Nó sẽ có cho các bác là hai mặt này, một mặt cá sấu con và một mặt cá sấu to. Đó. Hai mặt như này, màu nâu rất đẹp các bạn. Đây, các bác chỉ cần lắp vào cho em như này là mình sử dụng thôi. Đấy, đây, rất đẹp các bạn này. Đó. Chất liệu của nó thì nó sẽ là mặt đúc liền nhá, mặt đúc liền nguyên khối. Và lẫy của nó là thuộc dạng là lẫy trượt như này. Đấy, lẫy trượt này các bác này. Đấy, các bác nghe cái tiếng nó kêu này. Đấy, đấy, nghe cái tiếng kêu này là các bác đã biết hàng xịn rồi. Đó, các bác thấy không? Đấy, rất là ngon lành luôn. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng, một dây và hai mặt như này. Các bác có thể tùy chỉnh để mình có thể thay mặt ok. Giá thì chỉ có cho bác là 150.000 thôi, 150k cho một cái thắt lưng cá sấu hộp như này. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá, giá sẽ là 150.000 cho một cái con thắt lưng cá sấu hộp như này. Đấy, 150k thôi, giá cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Combo sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng và hai cái hộp như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp như này, 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sen. Các bác lên cho em là sen cao su. Con này thì vừa là dùng là sen tắm bình thường, vừa các bác dùng là nó có cái đầu cao su như này luôn, để các bác massage kỳ cọ luôn. Đó, rất tiện ích. Giá thì sẽ là 90k thôi, 90.000 cho một cái sen tắm cao su như này. Ở đây nó sẽ có đầu cao su như này. Lên mã giúp cho em là sen tắm cao su, giá sẽ là 90.000. Có dây nối cho các bác này, có dây nối dài này, đóng ngắt trên tay này, đấy, đóng ngắt trên tay, tùy chỉnh tăng giảm và có tùy chỉnh nguồn nước như này, đấy, tùy chỉnh chế độ như này, có 3-4 chế độ cho các bác tùy chỉnh nhá. Giá sẽ là 90k cho con thắt lưng, con sen cao su như này, 90.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là điện thoại của thương hiệu Nokia, đấy, thì con này nó sẽ là Nokia 2 SIM này, đây. Nokia 2 SIM, con 2 SIM này thì sẽ là 260k nhá. Đấy, 260.000 bao ship cho con điện thoại 2 SIM như này. Còn con này là Nokia 1 SIM này, con 1 SIM này thì sẽ là 160k nhá.
2 SIM 260 giảm còn 230k nhá, còn 230.000 thôi. Còn con một SIM này là 160.000. Đấy, 160.000 cho con một SIM nha. Đó, các bác muốn lấy con nào thì lấy. Điện thoại hàng của thương hiệu Nokia, dùng cực kỳ là ngon luôn các bác nhá, dùng cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vật đứng thông minh nhá. Đấy, vật đứng thông minh. Đấy, nó sẽ bao gồm các bác là một cái vật đứng như này và kèm thêm cho các bác là một cái đế sạc. Về nhà các bác chỉ cần đặt vào cái đế này là xong này. Đặt vào cái đế này cho em là xong. Đó, rất tiện ích luôn. Thì mình dùng để mình sạc, cắm cái chân USB. Các bác cắm vào cái chân sạc điện thoại nhà mình. Đây. Con này thì dùng rất là ngon luôn. Đấy, nó sẽ có chế độ cho các bác là chế độ đèn hồng ngoại như này để bắt muỗi tự động này. Đấy, các bác theo. Bánh lửa, bánh điện tách tách luôn các bác. Đấy, rất tiện ích các bác nhá. Đó. Thì con này giá của nó sẽ là 100 các bác lên 130.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là vật đứng nhá, vật đứng 130k cho con vật đứng nha. Con này thì các bác dùng cũng rất là tiện ích thôi. Đấy, lên cho em là vật muỗi đứng này, vật muỗi đứng. Vật muỗi đứng nhá. Vật muỗi đứng giá sẽ là 130k một đi em, 130.000 cho em vật muỗi đứng như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em về được một cái mẫu nồi rất là đẹp. Và cái giá thì nó sẽ là giá thanh lý có một bộ thôi. Có một bộ nhưng mà hàng rất chất lượng các bạn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Bộ này thì có một bộ thôi và bán giá thanh lý, cho nên là bác nào chuyển khoản hết thì bên em mới bán, chứ còn không bán qua hình thức cọc. Hàng này thì nó sẽ là hàng Nhật rất là chất lượng các bạn này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là một con nồi lạch như này, một con nồi quay lạch như này. Đấy, chất liệu của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đấy, chất liệu khỏi phải bàn rồi các bạn, rất đẹp luôn các bạn. Một con nồi quay lạch con này thì đường kính của nó vào khoảng là gần 20 cm nhá. Đấy, gần 20 cm này. Tiếp theo là đến một con nồi to này. Một con nồi to. Con này thì đường kính của nó vào khoảng đâu đó vào khoảng là 20 mấy cm đấy. Đấy, 24 cm gì đấy các bạn nhá. Đấy. Rất đẹp các bạn, hàng rất chất lượng. Các bác có thể đun bếp từ bếp ga, bếp hồng ngoại, các loại bếp đều được hết nhá. Đó. Toàn bộ là có tráng đá chống dính hết nhá. Có tráng đá chống dính hết. Đấy, tiếp theo là một cái chảo nữa. Đây, một con chảo như này. Con chảo này thì đường kính khoảng 28 cm các bạn. Đấy, đều tráng đá chống dính hết, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đó. Thì cái này em chỉ có một bộ thôi. Đấy, có một bộ duy nhất thôi các bác nhá. Một bộ duy nhất thôi. Và bác nào chuyển khoản hết thì bên em sẽ bán. Combo cho bác bao gồm là một cái nồi lạch này, có cái chảo khoảng 28 cm này. Và một cái nồi như này nhá, có cái nồi như này. Đó. Thì combo của nó là 3 món nhá, 3 món. Giá thì bên shop trân trọng thanh lý gửi tới các bác giá chỉ có 500.000 thôi nhá. 500.000 cho một cái bộ 3 món như này. Và giá này thì bên em bao ship, yêu cầu các bác là phải chuyển khoản hết thì bên em mới bán nhá. Đấy. Bình thường nếu một cái chảo như này mua đã phải 500-700.000 rồi. 500-700.000 cho một cái chảo như này rồi. Hàng cực kỳ chất lượng các bác, đẹp, mới, sáng bóng nhá. Đó, một cái nồi này. Con nồi này rất là dày luôn. Con nồi này thì đường kính khoảng 24 cm, nồi siêu dày luôn các bạn. Đấy. Nồi siêu dày, tất cả đều là hàng tráng đá chống dính hết. Đấy, rất dày dẫn các bạn. Kính cường lực, tráng đá chống dính, vung quai các thứ. Đây, đấy, vung quai các thứ này. Làm bằng gỗ này, gỗ chống chống nóng rất là tốt luôn. Đó. Thì các bác lên cho em là bộ nồi trắng nhá. Bộ nồi trắng có một bộ duy nhất thôi. 500.000, bao ship. Đấy, các bác chuyển khoản hết thì bên em mới đi đơn thôi nhá. Đấy, thì nói chung nó chỉ có một bộ thôi, cho nên là em cũng bán nhanh thôi. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mẫu sáp ô tô nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là sáp ô tô. Đây. Đấy. Thì cái sáp ô tô này thì bên em về cái mẫu mới, mẫu cũ thì hết mất rồi. Lần này về cho các bác một cái mẫu mới, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Và cái giá thì cũng rất hợp lý thôi, chỉ có 40k cho một cái hộp sáp ô tô này thôi, 40.000 cho một hộp nhá. Đấy. Đây, các bác này, đó. Hương của nó thì rất là nhiều hương khác nhau và rất là thơm luôn. Đây. Các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra này, lột cho em cái tem niêm phong này ra là xong. Đấy, lột tem niêm phong này ra. Đó, nó là cái dòng sáp khô, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Các bác có thể để trên ô tô này đây. Đấy, các bác nhìn bên trong nó chưa? Đó. Các bác có thể để trên ô tô này hoặc là để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là sáp ô tô. Giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Lên mã giúp cho em là sáp ô tô này. Sáp ô tô giá sẽ là 40k cho một lọ nhá. 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Hương hoa rất là thơm luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đây.
Các bác lên mã giúp cho em đó là cái này là cái gì đấy? Cái tên nó là gì? Các bác lên cho em là bình 3 nhá, 80.000 cho một cái bộ bình 3 như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bình. Cái bình này thì dung tích của nó vào khoảng là 500ml nhá, 700ml các bác. Đấy, và có nắp như này, có nắp này rất là tiện này. Đấy, các bác có thể xoáy ra trực tiếp này. Đó, inox 304. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có ba cái cốc luôn. Thì các bác có thể dùng để mình mang đi học, đi chơi, đi làm này. Đấy, giữ nóng, giữ lạnh cho các bác rất là ok luôn. Đấy, rất là đẹp. Thì có cốc như này các bác có thể dùng để mang đi mình uống nước trực tiếp này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là tổng là 3 cái cốc nhá. 3 cốc, vừa là cốc vừa là nắp được luôn. Rất là tiện. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bình 3 nhá. Giá sẽ là 80k cho một cái bộ bình 3 như này. Bộ này thì các bác có thể dùng để mình làm quà tặng hoặc là mang đi học để chơi đi làm đều ok hết nhá. Lên cho em là bình 3. Giá sẽ là 80k nhá. 80k cho cái bộ bình 3 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình voi nhá. Đây, một con bình voi như này các bác này. Đấy, một con bình voi như này. Con này thì rất tiện ích luôn. Đây, đấy. Hàng thì của nó sẽ là inox 316 nhá, inox 316. Đấy, dung tích của nó thì nó sẽ vào khoảng là 1 lít 2 đến 1 lít 3 nhá. Đấy, hàng về theo lô, có lô lít 2, có lô lít 3. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là cái hệ thống nắp tự đẩy nhá. Về nhà các bác lắp cái phần cao su non này vào cho em này. Đấy, phần cao su non, và đây là cái phần quai. Các bác lắp vào hai đầu cho em. Đó. Sau đó thì mình cho vào, cho cái phần cao su non xuống dưới. Sau đó thì mình xoáy nắp vào đây. Đó. Xoáy nắp vào đây cho em là xong. Đấy, xoáy nắp vào nhá. Khi các bác dùng thì mình chỉ bật này là cái ống hút nó lên là các bác có thể hút trực tiếp này. Đấy, không dùng nữa mình lại đậy vào khóa vào. Đó. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn cho các em nó mang nước đi học đi làm. Đấy, đều ok hết nhá. Inox 304, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình voi, giá sẽ là 160k nhá. Đấy, lên cho em là bình voi này. Bình voi 160.000 cho một em bình voi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng củ sạc cực kỳ tiện dụng luôn. Đó. Một cái dòng củ sạc cực kỳ tiện dụng như này. Giá sẽ là 80.000, hàng của thương hiệu iPhone. Dây thì dài khoảng gần 1 mét này, có hai đầu Type C và hai đầu USB. Các bác về các bác cắm dây vào là mình sử dụng thôi, rất tiện ích luôn. Củ sạc đa năng giá sẽ là 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cái củ sạc nhanh của iPhone này. Đấy, con này thì chuyên dùng cho điện thoại iPhone, sạc nhanh. Sẽ bao gồm cho các bác là một cáp dây và một củ như này. Củ này thì của nó rất là nặng luôn nhá, công suất là 20W nhá. Đấy, con này chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Bác nào có iPhone thì bắt buộc phải dùng cái này và mua dùng thì nó rất là tiện. Giá thì rất hạt rẻ. Bên em thanh lý được giá chỉ có 60k thôi. Lên cho em là dây sạc nhanh nhá. Dây sạc nhanh giá sẽ là 60.000, hàng của thương hiệu iPhone nhá. Hàng thương hiệu iPhone. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là tẩy xanh. Con này thì các bác chuyên dùng để tẩy xoong nồi, tẩy vành bánh xe ô tô. Đấy, vỏ ô tô. Đấy, để nó tạo độ sáng bóng, độ đẹp nhá. Lên cho em là tẩy xanh giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một hộp tẩy xanh như này. Đây các bác này. Đấy, các bác đưa ra mình tẩy vào xoong nồi này rồi các cái đồ nhà bếp. Đó, sáng bóng đẹp luôn các bác nhá. Đó. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Giá này chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng keo chuyên dụng. Đấy, nó sẽ là dòng màu trắng sánh sánh mịn mịn như này. Thì các cái phần tường bị nứt, bị thấm ruột hoặc là bị co ngót hoặc là bị hở đấy, thì các bác về các bác trà lên cho em. Sau đó thì mình vuốt nó phẳng đi là xong. Đó. Giá thì sẽ là 40k cho một cái hộp mà keo vá tường như này. Đây, ví dụ như là các cái vết nứt, các cái vết bong chốc các bác về các bác chỉ cần vá vào này cho em xong này. Đấy, vá vào như này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Nó sẽ là dòng keo và nó sẽ khô từ từ nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy các bác theo. Đấy, nó vá này soát nó kín vào luôn mà sạch đẹp luôn. Lên cho em là keo vá tường nhá. Giá sẽ là 40k cho một hộp keo vá tường như này. 40k cho một lọ keo vá tường như này. Đây các bác này, các cái phần tường mà bị bong chốc thấm rột này. Đó, các bác bôi vào cho em. Sau đó thì mình gạt đi là xong. Kể cả những cái phần mà trẻ em nó tô vẽ nhá. Đó. Rất là tiện ích các bạn, dùng thì đa di năng mà hiệu quả, nhanh gọn, sạch sẽ. Các bác không cần phải tốn thời gian pha chế các kiểu nhá, rất tiện ích luôn. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Hôm nay thì bên em về cho các bác cái mẫu quạt của bên em các bác nhá. Đó, cứ để
thì sẽ có cho các bác là hai dòng đấy, và mỗi mẫu này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá. Đấy, cái mẫu con camel này thì nó sẽ có cho các bác là màu trắng và màu đen. Con camel này thì có màu trắng màu đen thôi nhá. Còn cái con quạt đồng này thì sẽ có hai màu, đó là màu đồng và màu ghi xám này, màu đồng và màu ghi xám. Thì một là chọn màu, hai là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên các bác nhá. Đấy. Hàng thì rất chất lượng cho các bác, đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn. Đầu tiên thì em sẽ test cho các bác cái con quạt màu đồng này nhá. Đấy. Nó sẽ có hai màu là màu đồng và màu ghi xám này. Đấy. Con bo mây nhá. Đấy đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là về nhà thì em gửi thì rời thì về nhà các bác lắp đặt, nó cũng rất đơn giản thôi. Đấy, số 1 này. Đấy, có công tắc bật này các bác này. Đấy. Nó sẽ có số 1 đến số 5 và có công tắc đóng ngắt các bác nhá. Đó. Đấy, đây em đang bật đây, đang bật đây các bác này. Đấy. Đây em đang bật là số 5 nhá. Đấy, số 1 là mạnh nhất các bác nhá. Đấy. Đấy, số 5 là mạnh nhất các bác này. Đấy, đây. Có thấy không? Đây. Đó. Cầm cho anh cái này tí nào mình này. Đấy, gió rất khủng khiếp luôn các bác nhá. Đấy. Thì đây nó sẽ có một là có cái công tắc này. Công tắc này là chức năng luôn các bác nhá. Công tắc này là chức năng luôn này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 này. Thì các bác có thể tùy chỉnh nhá. Cái lưới này thì của nó là bằng thép và mạ màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, đây. Số của nó đây, công tắc đây các bác có thể bật tắt này. Đấy. Gió rất mạnh luôn các bác này. Đấy các bác thấy chưa? Đấy, gió rất mạnh luôn. Đấy. Sức gió của nó rất là mạnh luôn. Đó. Các bác thấy chưa? Đó, rồi ok. Đó thì con này của nó thì dây của nó là 100% là lõi đồng hết nhá. Thông số của nó đây. Rất nặng luôn các bác, rất nặng luôn. Đây. Đấy, quạt mạnh mẽ này. Công suất của nó là 1400W, điện 220V này, 50Hz này các bác này. Đó. Và có công tắc như này các bác nhá. Đấy. Đây, sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Huy Lâm. Đấy các bác nhá. Nó rất chất lượng cho các bác luôn. Thì con này thì nó sẽ là 1.600.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Nhận hàng thì các bác cứ lắp ráp rồi bật thử, sau đó thì thanh toán tiền nhá. Đấy, và con này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu. Một là màu đồng, hai là màu ghi nhá, màu ghi xám này. Đấy thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Các bác lấy nguyên màu đồng thì lấy, mà lấy màu ghi xám thì lấy nhá. Đó, con này thì sẽ là 1.600.000. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá, quạt đồng. Đấy thì có hai màu, quạt đồng này thì có hai màu, đó là màu đồng và màu ghi xám, các bác ấy muốn lấy màu nào lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con quạt của thương hiệu Camel nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là quạt Camel. Đấy, tất cả thì đều sử dụng điện 220V hết. Đấy, con này thì của thương hiệu Camel này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 số nhá. Đấy. Con này thì cũng rất là mát luôn và có chức năng sau đây. Đấy. Con này thì nó sẽ nhỏ gọn hơn một chút và cái giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Con này thì nó sẽ là hàng dân dụng bình thường. Còn con to này thì các bác có thể vừa dùng công nghiệp, cỗ bàn, vừa dùng gia đình được. Tại vì nó có 5 cấp số luôn, cho nên là các bác có thể dùng tùy theo nhu cầu của các bác nhé. Đấy, con này cũng rất là ngon luôn và gió rất là mát nhé. Đấy thì nó sẽ có số này là số mạnh nhất này, sau đó đến số 3 này, số 2 này, số 1 này. Đấy, và có hiện giờ nhé. Có hiện giờ đây, thì nói chung là cũng rất là tuyệt vời cho các bác sử dụng thôi. Đó, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000. Con này thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu đen và màu trắng. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhé. Giá sẽ là 450.000 cho một con quạt Camel như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là cánh bằng, tất cả là cánh đều bằng nhôm hết nhá. Con quạt đồng này thì cũng là cánh bằng nhôm này. Đấy. Quạt đồng này cánh bằng nhôm và con Camel này thì cũng là bằng nhôm luôn. Đấy, cánh bằng nhôm cho nên là nó rất là nhẹ và gió nó rất là nhiều và dùng nó không bao giờ bị lo bị vỡ cánh như là cánh nhựa nhá. Đấy. Dòng cánh nhôm này thì dùng cực kỳ là chất và ngon lành luôn. Đó thì giá thì con này sẽ là 450.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Bao cho các bác là dây cuốn quạt đều là dây đồng hết nhá. Đấy, bao dây đồng các bác có thể kiểm tra. Đấy, bao dây đồng hết luôn. Đó, tất cả đều là dây bằng đồng nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ nặng vào khoảng là vài cân thôi. Đấy, vào khoảng 3-4 cân gì đấy. Còn con này thì nặng lắm, con này thì nó phải hàng cả đế điếc của nó, tất cả nó phải hàng chục cân hơn chục cân nhá, rất là nặng luôn. Đấy, con này thì rất là nặng luôn. Đó thì các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá. Quạt đồng thì có hai màu,
màu đồng hoặc là màu ghi xám này. Còn con quạt Camel này thì sẽ có hai màu, màu đen và màu ghi. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy các bác nhá. Đó là các cái mẫu quạt của bên em. Rất mát luôn, gió rất mát luôn các bác nhá. Đó. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô bếp từ này. Đấy, bếp từ hàng của thương hiệu Panasonic nhá. Hàng thương hiệu Panasonic. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng Panasonic. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bếp và có tặng kèm các bác một cái nồi nhá. Đấy, có tặng kèm một cái nồi để đun, nhưng mà cái nồi này thì nó sẽ là nồi tặng kèm, cho nên là khi các bác nhận được hàng thì nó có dấu hiệu là bị móp hoặc là bị cong vênh thì các bác thông cảm thôi. Cái này là em không có bán nhá. Cái nồi này em nói thẳng luôn, nó là nồi tặng kèm. Đó là nồi em tặng thôi. Cái nồi này là em tặng thôi nhá. Tính cường lực như này thì các bác dùng để mình đun nấu thoải mái này. Nồi này khoảng 25 cm. Lên cho em là bếp từ nhá. Bếp từ này, bếp từ Panasonic này. Con này thì giá sẽ là 390.000 bao ship. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Mặt của nó sẽ là mặt kính cường lực này, mặt kính cường lực, hàng của thương hiệu Panasonic này. Đó, Panasonic. Cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, về nhà thì các bác chỉ việc cắm vào là sử dụng thôi. Con này thì cái phần dây của nó đều là bằng đồng hết này. Đồng đỏ au luôn nhá. Đồng đỏ au luôn. Rất ngon lành cho bác luôn. Hàng thương hiệu Panasonic. Đấy, rất dễ sử dụng thôi. Các bác chỉ cần đặt lên này là mình đun nấu thôi nhá. Lên cho em là bếp từ Panasonic nhá. Giá sẽ là 390.000. 390.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Công suất của nó là 2200W nhá. 2200W đây. Đấy. 2200W này sử dụng điện của nó là điện 220V nhá. Đấy, một chiều là 315 và một chiều là 390 nhá. Đấy. Thì cái chiều dài này của nó sẽ là 390, tức là gần 40 cm, và chiều rộng này của nó là 3m15, và chiều cao của nó là vào đi là đi chiều cao của nó sẽ là đây, tầm khoảng là 10 cm nhá, chiều cao khoảng 10 cm. Hàng của thương hiệu Panasonic này, nó rất ngon lành cho bác luôn. Giá cực kỳ ưu đãi, chỉ có cho các bác là 390.000 thôi, 390.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một sản phẩm đó là cái quạt xanh nhá. Đấy, quạt xanh, lên mã đeo là quạt xanh, giá thì chỉ có 55.000 thôi. Con này chạm bằng bi, các bác mua về để mùa hè nóng được mà đề phòng là mất điện thì các bác dùng con này cho em rất là tiện ích nhá. Có thể để trên bàn này để mình dùng ở bàn làm việc này, hoặc là để đâu cũng được. Đấy, số của nó đây, công tác đây các bác này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 2-3 số gì đấy thì tùy chỉnh các bác nhá. Đó, cũng rất là mát luôn và có thể rút lên cao như này. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 40 cm, và các bác có thể là gập lên gập xuống hoặc để như này cũng được này. Đấy, để ngửa này cũng được này, hoặc là tùy theo tùy chỉnh các bác nhá. Đấy, giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Về nhà các bác cắm sạc vào đây nhá, cắm sạc vào đây cho em. Đấy, quạt thì rất là mát. Đấy, thời gian chạy thì từ 3 đến 5 tiếng tùy theo các bác sạc nhá. Đó, giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là quạt xanh nhá, quạt xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con quạt xanh như này, giá của nó chỉ có cho các bác là một con quạt xanh như này. Giá của nó sẽ là 55.000 nhá. Lên cho em là quạt xanh này, giá sẽ là 55k cho một cái quạt xanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công nhá. Con này thì các bác dùng đa di năng luôn, dùng trong nhà bếp này. Đấy, dùng trong nhà bếp hoặc là các bác dùng ở đâu cũng được, nó rất là tiện ích. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 một chiếc và 100.000 cho 4 cái này. Đấy, thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công nhá. Kéo thủ công. Con này thì bên em bán nó sẽ là giá sẽ là 25.000 một chiếc. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công này. Kéo thủ công nhá. Đó. Kéo thủ công. Giá của nó sẽ là 25k trên một cái nhá. Và bác nào mà các bác lên cho em là kéo thủ công nhá. Đấy, con này thì các bác có thể dùng trong nhà bếp này, hoặc là dùng cắt giấy này. Đấy, dùng thủ công làm thợ làm nghề này, khui bia này, mở nắp chai này, kẹp cua gẹ đều ok hết. Đấy, và ở đây nó sẽ có phần lót cao su như này. Đó, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, thép không gì này. Lên cho em là kéo thủ công. Con này thì bên shop đang bán là 25.000 một chiếc, và các bác mua từ 5 chiếc thì sẽ là bằng 100k nhá. Đấy. 100.000 cho 5 cái luôn. Đấy, 5 cái nhá. Đấy. Mua sẽ là 5 cái là 100.000, 5 cái là sẽ là 100k. 100.000 5 cái, còn các bác mua lẻ thì sẽ là 25.000 một cái nhá, 25.000 một cái. Lên cho em là kéo thủ công này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo bếp vàng này. Đấy, kéo bếp vàng. Con này thì các bác lên cho em là kéo bếp vàng nhá. Con này thì nó sẽ to hơn một chút. Đấy. Nó sẽ to hơn một chút như này. Đấy, to hơn một chút như này các bác này. Đấy, to hơn một chút và chắc chắn hơn. Thì con này cũng là hàng của Nhật, thép SK5 đây. Con này thì sẽ là 30.000 một chiếc. Đấy, 30.000 một chiếc và 100.000 cho 4 cái. 100.000 cho 4 cái. Cái này thì sẽ rẻ đắt hơn một chút nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng này. Kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng. Kéo bếp vàng. Giá của nó sẽ là 30k, 30.000 nhá, 30k trên một cái nhá. Và
mua 4 cái thì sẽ là bằng 100.000 nhá. 100.000 4 cái luôn. 100.000 cho 4 cái này các bạn này, 100.000 cho 4 cái này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng cao cấp hơn một chút thì nó sẽ là cái con kéo khui bia đây, kéo khui bia. Ở đây thì nó có chức năng là khui bia đây này. Đấy, có cái phần này để khui bia này. Đấy. Thứ nhất là khui bia này, thứ hai là cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn này. Đấy, thứ ba là kẹp cua ghẹ này, mở nắp chai này, rồi đánh vẩy cá này. Con này thì hàng đa di năng luôn, đa di năng và dày dẫn hơn rất là nhiều, dày dẫn hơn rất là nhiều cho nên là giá nó sẽ cao hơn một chút. Con này thì giá của nó sẽ là 75.000 một chiếc nhá, 75.000 một chiếc. Đấy, con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn, đây con này, đấy, cắt rất là ngon luôn. Các bác cắt gà, cắt cá, cắt nem, đây, những cái dây bóng mỏng như này mà em còn cắt được các bác này, đấy, dây bóng mỏng này còn cắt được các bác này, đấy, các bác thấy chưa? Đó, rất là ngon luôn nhá. Đấy, cắt những cái dây bóng mỏng như này mà nó còn cắt đứt, tức là nó rất là bén luôn các nhá, rất là bén luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Rất bén luôn. Đó, thì con này thì lên cho em là kéo khui bia nhá, có cái phần đầu khui bia như này, lên cho em là kéo khui bia, giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k kéo khui bia, kéo khui bia nhá. Đấy, kéo khui bia, giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000 cho con kéo khui bia như này, giá rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hũ gia vị nhá. Đấy, các bác lên cho em là bộ ba hũ gia vị, giá sẽ là 65.000, 65.000 cho một bộ ba hũ gia vị như này. Đấy, nó sẽ có màu xám, màu xanh và màu hồng như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ ba hũ gia vị nhá, giá thì chỉ có 65k thôi, 65.000 cho một cái bộ ba hũ gia vị như này, rất là ngon này. Mở nắp ra này, mở nắp ra có xìa cho các bác luôn nhá, có xìa như này, hàng bằng nhựa nguyên sinh nhá, bằng nhựa nguyên sinh cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Có thìa này nhá, có sẵn thìa như này. Đấy, 65.000 cho ba cái hũ gia vị như này các bạn, rất là ngon. Các bác dùng thì rất là tiện, mình chỉ cần lấy tay mình hất lên như này là xong, không cần phải dùng hai tay nhá, chỉ cần một tay thôi hất lên này là xong. Đấy, lên cho em là bộ ba hũ gia vị nhá, bộ ba hũ gia vị to đẹp như này, hàng này hàng to nhá, hàng to. Đấy, hàng này của nó thì phải khoảng 250ml nhá. Đấy, nhựa nguyên sinh các bạn này. Đấy, nhựa này là nhựa chuẩn cho các bác luôn nhá, nhựa nguyên sinh, nhựa chuẩn luôn. Đó, dùng thì cực kỳ an toàn, có khay để như này. Đó, lên mã giúp cho em là bộ ba hũ gia vị nhá, bộ ba hũ gia vị, giá sẽ là 65.000, 65k cho bộ ba hũ gia vị như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái móc dán tường nhá, 8.000 trên một cái và 20.000 ba cái nhá, 20.000 ba cái, còn bán lẻ sẽ là 8.000 một cái, và mua từ 3 cái trở lên thì giá của nó sẽ là 20.000. Đấy, về nhà thì các bác bóc ra, bóc ra sau đó thì mình dán trực tiếp lên cửa này, lên tường này, hoặc là lên các cái phần bề mặt để các bác dùng để làm, mình làm móc treo nó rất là tiện. Các bác có thể treo đồ, treo đoàn, nói chung là đa di năng luôn. Hàng này của nó thì nó treo được tới 25kg luôn nhá, tới 25kg luôn. Đấy, đây, treo của nó là tới 15kg các, 15kg. Và các bác dán xong thì để cho em trong vòng 24 giờ thì mình hãy đeo đồ nhá, để cho cái keo nó ăn với các hợp chất nhá. Đấy, keo nó ăn với hợp chất. Đấy, thì con này thì các bác bóc ra dán để cho em trong vòng 24 giờ thì mình hãy treo đồ lên để cho cái keo nó ăn. Đấy, quai của nó bằng inox như này thì các bác có thể dùng để mình để trong nhà bếp này, trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này, hoặc là dán lên tường, nhưng mà tường sơn là sơn ngon nhá. Đấy, còn các cái tường mà không có bề mặt dính thì không được đâu các bác nhá. Lên cho em là móc dán tường 8.000 một cái và 20.000 cho 3 cái, 20.000 cho 3 cái móc dán tường như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái, các bác lên cho em là thớt tre nhá, thớt tre, giá sẽ là 70.000. Đấy, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thớt tre như này dùng cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Kích thước của nó đây, đấy, kích thước của nó thì một chiều của nó sẽ là 30 và một chiều này của nó sẽ là 24 nhá. Đấy, một chiều 30 gì đấy, một chiều 30, chiều 24. Đây em sẽ đo chính xác cho các bác nhé. Giá thì chỉ có cho các bác là 70k thôi, 70.000 cho một con thớt tre như này. Con này thì rất tiện dụng luôn này các bạn. Đấy, chiều này của nó là đi 33, một chiều 33 và một chiều 24. Đấy, chiều 33 và chiều 24 nhá. Đấy, một chiều 33 và chiều 24. Hàng này thì rất là to các bạn. Đấy, dùng thì cực kỳ là đã luôn. Các bác có thể dùng để thái rau, thái dợ, thái thịt, thái đồ ăn sống, đồ ăn chín thì rất là ok nhá. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là thớt tre này. Đấy, thớt tre rất là đẹp luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 cho cái thớt tre như này, 70.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ lục giác. Lục giác 7 màu nhá, lục giác 7 màu. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một cái bộ lục giác 7 màu như này thôi. 90k cho một bộ lục giác 7 màu nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 9 cây tất cả. 1 2 3 4 5 2 4 6 6 3 là 9, 9 cây như này. Đấy, bộ lục giác 7 màu như này rất là tiện cho các bác sử dụng. Hàng thì cực kỳ chất lượng, giá thì có 90k thôi. Các bác mà ra cửa hàng mà mua nó sẽ bán cho các bác khoảng 120 đến 150 nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật mà giá thì chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ lục giác 7 màu như này.
Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lục giác 7 màu, giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái cây sâm thịt nhá. Đây đây, nó sẽ là một cái cây sâm thịt như này. Thì con này nó giúp rất là tiện này. Các bác dùng để mình sâm thịt này, chế biến thịt này. Đấy, mình cái sâm vào như này là nó sẽ có lỗ đây này. Đấy, có lỗ đây thì các bác dùng để mình chế biến tẩm ướp gia vị và rất là ngon luôn. Đấy, sâm lên các phần bì, phần thịt của nó này. Giá sẽ là 25k nhá. 25.000 cho một cây sâm thịt như này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là cây sâm thịt, giá sẽ là 25k cho một cái cây sâm thịt như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp gem bằng cơ nhá, thước kẹp gem bằng cơ như này. Đấy, đây nó sẽ là một con thước kẹp gem như này. Và đây thì nó điều chỉnh bằng cơ, hàng của Nhật. Giá sẽ là 150.000 cho thước kẹp gem bằng cơ như này. Đấy, chất liệu của nó là thép không gỉ, có thể đo mặt trong, đo mặt ngoài và đo chiều sâu. Đấy, con này thì nói chung là các tính ứng dụng thì các bác biết rồi. Đó, và hàng của Nhật độ chính xác cực kỳ là cao luôn. Đây, Japan các bác này. Đó. Giá sẽ là 150.000 nhá. Lên cho em là thước kẹp gem cơ này. Giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống khóa phanh đĩa nhá, khóa phanh đĩa. Đó. Con này thì đợt này về cho bác giá cực tốt luôn. Giá sẽ là 40 cành cho một con khóa phanh đĩa như này. Con này thì rất là tiện này. Đấy, các bác chỉ cần là sập vào cái phần phanh đĩa của mình là xong. Đấy. Và chìa của nó rất là nhỏ gọn, các bác có thể đeo vào chìa khóa của mình hoặc chùm của mình hoặc bỏ trên ba lô cũng rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em là khóa phanh đĩa. Giá sẽ là 40k nhé, 40k cho một cái bộ khóa phanh đĩa như này. Đấy, bác nào có xe máy thì nên sử dụng cái này. Xe máy, xe đạp điện rất là an toàn luôn. Khóa phanh đĩa nhá. Khóa phanh đĩa này. Khóa phanh đĩa. Giá sẽ là 40k thôi, 40.000 cho cái bộ khóa phanh đĩa như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu, giá sẽ là 70.000. Bắt đầu vào mùa nắng nóng rồi, các bác dùng cái này cho em rất là tiện này. Đấy, vào mùa nắng nóng thì hàng này sẽ là hàng thương hiệu Greenling của Đức. Về nhà các bác bóc cái giấy bóng này ra. Đấy, vệ sinh sạch sẽ đi, sau đó thì bỏ vào ngăn đông cho em. Khi nào mình cần uống nước ngọt, uống rượu bia thì các bác cho vào cho em. Đấy, khi mình uống thì nó giữ được độ tinh khiết này, vừa giữ được độ tinh khiết này, vừa là làm lạnh tốt này, và giá rất hợp lý nhá. 70k cho một cái hộp đá vĩnh cửu như này, bao gồm là 6 viên. Đấy, 6 viên dùng thoải mái luôn. Rồi ok. Hello các bác nhá. Đấy, đây thì con dao chặt 1 cân thì em sẽ test thử cho bác xem luôn này. Đấy, đây là cái ống thép này nhá. Ống thép thì em chặt cho bác xem. Đấy, có đây. Đấy. Đây các bác thấy không? Đây. Chặt sát không hề hấn gì luôn. Đây các bác này. Đó, đây. Chặt sát này. Đó, các bác thấy chưa? Đây nhá. Chặt sát 100% luôn nhá, thực tế luôn nhá. Đây. Lưỡi dao không hề hấn gì luôn các bác này. Đó. Đây các bác thấy chưa? Đây nhá. Chặt sắt đây nhá. Đó, đây. Bác chặt xương trâu xương bò cực kỳ ok luôn. Giá sẽ là 230.000 nặng 1 cân. Hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật, hàng của thương hiệu Murato. Chiều dài của dao thì nguyên phần lưỡi này khoảng là trên 20 cm. Đấy, khoảng 23 25 cm. Và tổng thể của dao thì khoảng trên 30 cm. Rất dài, rất dày và rất to luôn. Bản này khoảng 12 cm. Và phần dày này của nó thì vào khoảng là 5 ly nhá, dày 5 ly, nặng 1 cân. Lên cho em là dao 1 cân nhá. Dao 1 cân, giá sẽ là 230k và bao ship cho bác luôn. Đó. Lên cho em là dao 1kg nhá, dao 1kg. Giá sẽ là 230.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bọc cỗ nhá. Đấy, bọc cỗ. Giá thì cái này thì giá đang thanh lý cho các bác, giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, giá cực kỳ là tốt cho cái một cái bịch bọc cỗ như này. Một bịch này của nó thì từ 80 đến 100 chiếc. Đấy, 80-100 chiếc. Các bác dùng để bọc cỗ, bọc thực phẩm, bọc thức ăn rất là ok luôn. Từ 80 đến 100 chiếc nhá. Đấy, đây con này. Đó. Thì rất là đơn giản thôi. Các bác dùng để mình bọc thực phẩm, bọc thức ăn rất là ok này. Đấy, bọc thực phẩm, bọc thức ăn. Đấy, nó sẽ có cái phần dây chun giãn này các bác này. Dây chun giãn như này. Đấy, các bác chụp vào cái phần thức ăn cho em. Đó, rất là tiện ích luôn. Lên thêm là bọc cỗ nhá. Con này em đang bán là 25.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 20k cho một cái bịch bọc cỗ này thôi. Lên mã giúp cho em đó là bọc cỗ nhá. Bọc cỗ. Bọc cỗ giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k cho một bịch bọc cỗ như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là Phương ơi. Tiếp theo thì các bác lên mã giúp cho em đó là cái mã đai siết nhá. Một hộp này của nó là 26 chiếc. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho một hộp đai siết như này. Hàng này thì nó sẽ là đây, các cái thông số của nó đây các bác này. Đấy, tổng của nó sẽ là đi 26 chiếc này, 26 chiếc đây. Các thông số kích thước của nó đây. Đấy. Thì có to, có nhỏ, có lớn, có bé, có những cái dòng phổ thông như này để cho các bác sử dụng này. Đấy, có hẳn dòng to, hẳn dòng nhỏ hẳn nhá. Đấy. Một hộp này của nó là 26 chiếc đai siết như này. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá, 50k.
giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Hàng thì cực kỳ chất lượng nha, hàng rất chất lượng cho bác luôn. Để xem cái hàng này là của nó là nguồn gốc là đâu các bác nhá. Đây các bác, đây, rất chất lượng cho bác luôn. Đấy, con này thì nguồn gốc của nó là hàng của Đức nha, hàng của Đức đây. Đấy, Germany các bác này. Đấy, Germany đây, hàng của Đức rất chất lượng cho các bác luôn. Nó có địa chỉ, có thông tin nhà sản xuất rõ ràng. Mã tem mã vạch đồng hàng Germany nhá, hàng của Đức, giá thì sẽ là 50k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đai siết nhá, đai siết một hộp này là 26 chiếc và giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 50.000 một hộp đai siết như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đai siết này, đó. Đai, đai siết nhá, đai siết giá của nó sẽ là 50k, 50k trên hộp 26 chiếc rất rẻ luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái khăn rửa mặt nhá, khăn rửa mặt. Đợt này thì về cho các bác thì giá sẽ tốt hơn một chút nữa nhá. Đó. Thì bên em bán lẻ sẽ là 20.000 cho 3 chiếc nhá, 20.000 cho 3 chiếc như này. Còn ưu tiên bác nào lấy cả bịch nhá, cả bịch là 10 chiếc, giá thanh lý cho các bác chỉ có 50.000 thôi. 50.000 cho 10 chiếc luôn, khăn tắm của Hàn Quốc nhá, khăn tắm Hàn Quốc. Đấy, giá cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn này. Đấy, một bịch này của nó là 10 chiếc thì bên shop bán lẻ sẽ là 20.000 ba cái. Kích thước của nó một chiều là 30 và một chiều là 50 nhá, một chiều 30, một chiều 50. Đấy, khăn này thì các bác dùng để rửa mặt này, thấm hút mồ hôi tốt này, thấm hút nước tốt này, cực kỳ là sạch này. Đấy, và giặt phơi lên thì nó rất là nhanh khô. Đó. Giá thì sẽ là 20.000 trên 3 cái nhá. Đấy. Khi các bác mua lẻ thì nó khá là đắt, 20.000 trên 3 cái. Còn nếu bác nào ưu tiên mua cả bịch, em sẽ bán cho các bác cái giá đó là 50.000. 50.000 một bịch này 10 chiếc. Đấy, 50.000 một bịch này 10 chiếc. Thì tính ra các bác mua vào chỉ có 5k một chiếc này thôi. Đấy. Thì các bác mua, đây, các bác mua lẻ thì nó sẽ là 20k này, là bằng 3 cái nhá, 20.000 bằng 3 cái. Còn mua cả bịch thì sẽ là 50k nhá, 50k là bằng 10 cái luôn, 50.000 bằng 10 cái, giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên thuốc về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thuốc kiến dán nhá. Đấy, đây, thuốc này là thuốc dán nhá. Đấy, qua lên cho em là hộp thuốc dán. Cái dòng này nó sẽ là dòng viên. Đấy, dòng viên như này. Đấy, dòng viên như này thì rất là tiện này. Đấy, thì ở đây các thuốc là dòng thuốc sinh học rất là an toàn luôn. Thuốc sinh học như này các bác cứ cho vào trong tủ quần áo này, hoặc là các cái vị trí nào ví dụ như là gầm bàn, gầm ghế, rồi tủ quần áo, tủ bếp các thứ. Đây, nó là dạng thuốc sinh học như này đó. Thì khi mà con dán nó sẽ ngửi thấy cái hơi thuốc này là nó sẽ chết thôi nhá. Thì nó rất là tiện luôn, hàng sinh học cực kỳ an toàn. Đây các bác này, đấy, ở đây thì nó sẽ hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ an toàn với sức khỏe của con người. Đấy, thì ở đây nó sẽ trị cho bác là kiến dán con này, dán tổ này, đấy, và tất cả các loại dán luôn, 1, 2, 3, 4 này. Thì phần bán của nó là số 1 trên toàn thế giới luôn nhá, số 1 trên toàn thế giới luôn đó. Hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này đó. Lên cho em là hộp thuốc dán, giá sẽ là 50k nhá, hộp thuốc dán này, hộp thuốc dán, hộp thuốc dán nhá, giá của nó sẽ là 50k trên một hộp như này. Rất nhạy các bạn, nhạy lắm, dùng thì cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái máy xay khô nhá. Con này công suất của nó sẽ là đây, công suất của nó sẽ là 250W điện 220V. Đấy, 250W điện 220V. Và dung tích của con này thì nó vào khoảng là đi nửa lít nhá, nửa lít. Đấy, khoảng 250 thôi. Đấy, chắc là khoảng 300-400 gì đây đây các bác này. Đấy. Và các bác có thể dùng để xay tiêu, xay điều này, xay cà phê, xay các loại hạt cũng ok. Các bác chỉ cần đậy nắp vào này cho em này. Đấy, nhấp như này là máy nó sẽ chạy này. Máy chạy tít lắm các bạn. Máy chạy tít dùng rất là ngon luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy, rất tiện ích luôn nhá. Xay các loại hạt này, ngũ cốc, tiêu điều đều được hết nhá. Lên cho em là máy xay khô nhá. Máy xay khô giá chỉ có 120.000 thôi. Máy xay khô này. Máy xay khô giá sẽ là 120k nhá, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Các bác lên cho em là xương khớp bọ cạp. Con này thì bên shop đang bán cho các bác với giá là 40.000. Đợt này về cho bác cái giá chỉ còn là 30k cho một hộp xương khớp bọ cạp này thôi. Đấy, lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Giá sẽ là 30.000 cho một hộp xương khớp bọ cạp như này. Thì con này dùng rất là tiện ích luôn. Được chiết xuất từ các cái dòng như là bọ cạp này, rắn này, thạch trùng này, rồi rết này, rồi cóc này. Đấy, là cái dòng thuốc nam của Nhật rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình bôi. Cái dòng này thì chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau xương, đau xa, đau thắt lưng các thứ, bôi đều khỏi hết nhá. Dung tích của nó là 20g cho một lọ thuốc trị xương khớp bọ cạp của Nhật như này. Em bán có khách lấy cả 10 lọ luôn. Lên mã giúp cho em đó là xương khớp bọ cạp nhá.
Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, lên mã giúp cho em, đó là xương khớp bọ cạp, giá sẽ là 30k. Giá thanh lý cực kỳ tốt cho bác luôn, 30.000 cho một lọ xương khớp bọ cạp như này thôi. Giá thanh lý cực kỳ là ưu đãi cho bác luôn, xương khớp bọ cạp đây, nó có hình con bọ cạp như này nhá. Đó, giá sẽ là 30k, trên một típ em đang bán 40.000, thanh lý cho bác giá 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con súng thư giãn nhá. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái súng như này, một cái súng như này, và bao gồm cho các bác là 4 đầu massage. Thì các bác cứ lắp vào là mình massage cổ, vai, gáy, rồi nói chung là bắp tay, bắp chân. Đấy, giữ lì cho em là máy lên này, có 5-6 cấp độ dung này, các bác nhấn này cho em. Đó, đây, các bác xem nó massage cái bắp tay. Đó, rất tốt được các bác. Cho bắp đùi này các bác này. Đấy, dùng rất là mạnh luôn các bác này. Đó, các bác thấy chưa? Đấy, cái bắp đùi em nó nháy lên này, các bác thấy chưa? Đó, dùng bắp đùi được cổ, vai, gáy, rồi đốt sống lưng, đốt sống cổ, linh tinh và linh tinh. Đấy, các bác dùng chỗ nào cũng được. Đấy, hai vợ chồng mua về mình dùng cho nhau, hoặc là các bác có thể tự dùng cũng ok thôi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 4 đầu dùng này, 1 đầu này, 2 đầu, 3 đầu, 4 đầu dùng này, kèm một cái cáp sạc nhá. Đấy, nó hình khẩu súng như này, cho nên bên em gọi luôn nó là sẽ là súng thư giãn nhá. Đấy, nó sẽ là hình khẩu súng như này, cho nên bên em gọi nó là súng thư giãn này. Đấy, gọi nó là súng thư giãn. Giá sẽ là súng thư giãn này, súng thư giãn, giá của nó sẽ là 170k nhá, 170.000 cho con súng thư giãn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái lô ô tô đồ chơi này. Đấy, một hộp này của nó sẽ là 30 chiếc nhá, giá này chỉ có 80k thôi. Các bác mua về cho trẻ em nhà mình chơi sáng tạo rất là thích luôn này. Đấy, nó sẽ là dòng tự động chạy nhá. Đấy, các bác kéo con này nó chạy thôi. Đó, nó chạy rất là tít luôn. Đó, kéo con này chạy rất là tít luôn các bác nhá, thì rất là tiện này. Đây, con nó chạy. Đấy, con chạy rất là tít luôn, rất là tiện, thì để cho các em nó thỏa sức chơi sáng tạo này. Đấy, một hộp này của nó sẽ là, hộp này của nó sẽ là 30 chiếc nhá, 30 chiếc, 80.000 cho 30 chiếc ô tô này, mua về dắt khắp nhà luôn, tha hồ thoải mái chơi sáng tạo, tránh xa điện thoại, máy tính bảng, rất là tuyệt vời luôn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ô tô đồ chơi nhá, ô tô đồ chơi, giá sẽ là 80k. Đó, lên cho em là hộp ô tô này, hộp ô tô giá sẽ là 80k nhá, 80.000 cho một hộp ô tô như này. Rồi, ok. Chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, bên em ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái mũi hộp khoan tháp đỏ nhá, hộp khoan tháp đỏ này. Đấy, lên cho em là mũi khoan tháp đỏ. Hộp này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 cho một hộp khoan tháp đỏ như này. Hộp này sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazo gen, vừa mũi khoan vừa là lấy gen luôn các bác này. Đấy, vừa khoan vừa tazo gen luôn. Combo cho các bác một hộp như này bao gồm cho các bác là 6 mũi nhá, 3 mũi khoan tháp, 3 mũi tazo gen. Khoan tháp nhỏ nhất thì nó sẽ là 412 này. Đấy, rồi 432 và 420. Đó, thì chất liệu của nó là thép gió phủ titan, hàng cực kỳ siêu bền sắc bén cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là khoan tháp đỏ nhá. Đấy, khoan tháp đỏ, nó hộp nó đỏ như này, lên là bên em đặt là khoan tháp đỏ nhá. Khoan tháp đỏ giá sẽ là 110k nhá. Ngoài ra thì bên shop có một cái mẫu đó là cũng là mũi khoan tháp, thì cái này nó là 5 mũi kèm một cây lấy dấu luôn. Đấy, thì cái này nó sẽ là nguyên khoan tháp thôi và có kèm một cây lấy dấu các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là 5 mũi khoan. Đấy, cái này thì nó thiên về 5 mũi khoan và kèm một cây lấy dấu này. Đấy, thì các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm một cây lấy dấu nhá. Đấy, thì đây các bác này. Đây, cái lấy dấu này rất là ngon luôn. Các bác chỉ cần là bấm cái này là có dấu này. Đấy, thì các bác làm thợ làm nghề các bác biết rồi. Đó, dập này là có dấu luôn đây. Dấu rất là to này các bác này. Đấy, em dập cho các bác xem nhá. Đấy, đây, dấu rất là rõ các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Thì cái này các bác dùng để mình lấy dấu, đánh dấu trước khi mình khoan hoặc là mình đục. Đấy, rất là ok. Thì nó cũng có cho các bác là mũi đầu tiên nó sẽ là 4 đến 12 này. Đấy, rồi to nhất sẽ là 432. Chất liệu của nó thì vẫn là thép gió phủ titan nhá, cực kỳ sắc bén cho bác luôn, hàng của Nhật này, Unica này. Đấy, Unica Japan nhá. Thì các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu này. Hộp 5 mũi này, 5 mũi kèm lấy dấu nhá. Hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu này, kèm lấy dấu nhá, giá sẽ là 180k nhá, 180k cho một hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu như này các bác này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Một bịch này của nó thì nó sẽ được vào khoảng là tầm 30 chiếc các bác, 30 chiếc. Và chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng cái giấy như này, bằng cái khăn ướt như này, và có tẩm sẵn cho các bác là các cái chất tẩy rửa luôn, để các bác mình vệ sinh giày dép nó rất là tiện và sạch sẽ nhá.
Giá của nó sẽ là 25.000 cho một bịch giấy lau giày như này. Lên cho em là cái giấy lau giày này bao nhiêu đấy? Giấy lau giày nhá. Lên cho em là giấy lau giày. Giấy lau giày. Giấy lau giày giá của nó sẽ là 20k trên một bịch nhá, và các bác nào mua từ 3 bịch trở lên thì sẽ là 50k. 3 bịch là bằng 50k, giá cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn. 3 bịch 50.000. Thật ra đây là chiếc giấy ướt thần kỳ để lau giày các bạn ạ. Đối với mình thì đây là một cái phát minh cấp tiến của nhân loại, dành cho những người lười. Giày bị bẩn bong chốc các bác lau sạch luôn. Nó có cái lớp bọt như này này, là do cái dung dịch tẩm ở trong đấy đấy. Xong rồi mình lấy một cái khăn khô mềm để mình lau lại để cho nó khô đi. Kể từ khi mà mình biết được cái giấy ướt lau giày này, kiểu cuộc đời của mình bước sang một trang mới luôn các bạn ạ. Rất là tiện các bác nhá. Mọi người đây. Có thấy nó giống một cái gói giấy ướt bình thường không? Nhưng thật ra đây là đi chơi mà đánh giày thế này là bao giờ xong. Đấy. Khăn lau giày đa năng là cứu cánh cho những lúc giày bẩn mà chúng ta muốn sử dụng luôn như đi ăn. Rất tiện luôn. Đi chơi vân vân, làm sạch nhanh chóng mà không cần rửa nước hay vật dụng nào hỗ trợ. Chất liệu từ thiên nhiên an toàn cho da. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồ da nhá, đồ da. Hàng da bò của Mỹ. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, một màu đen và một màu nâu. Đấy, màu đen màu nâu như này. Chất liệu của nó thì da bò tự nhiên, hàng da bò nguyên miếng cao cấp. Đây là cái mặt của nó này, mặt của nó thì rất là xịn luôn. Mặt của nó sẽ là mặt đúc liền nguyên khối này các bạn. Đây, mặt đúc liền nguyên khối này dùng cực kỳ là đã luôn các bạn. Dòng này thì dùng miễn chê luôn, bền vĩnh cửu luôn. Các bác chỉ cần dùng nó cũ quá thì mình vứt đi thôi chứ không bao giờ hỏng được. Mặt của nó là mặt mạ vàng này, tráng gương mạ vàng đẹp này, tráng gương mạ vàng 18 carat cực kỳ đẹp luôn. Đúc liền như này mà dòng con lăn rất là dễ sử dụng nhá, không lo hỏng nhá. Đó, và cỡ nào cũng vừa, thích thả bao nhiêu thì thả nhá. Hàng của Mỹ này, đấy, made in USA. Đó, giá thì bên shop đang cập nhật gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò Mỹ. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000 nhá. 190.000 cho một con thắt lưng da bò Mỹ như này. Cái này 190 đúng không? 190.000 thắt lưng da bò Mỹ nhá, hàng tuyệt phẩm cho các bác luôn. Thắt lưng da bò Mỹ 190.000. Các bác muốn lấy màu đen thì lấy màu nâu thì lấy. Chất liệu 100% da bò tự nhiên nhá, da bò nguyên miếng tự nhiên. Đây thì để xác minh là sao là nguyên miếng tự nhiên thì đây các bác này. Đấy. Hai cái nó đã không bằng nhau rồi các bác này. Đấy, hai cái không bằng nhau. Tức là khi mà người ta cắt ấy là nó theo từng thớ một, nhưng mà chiều dài của nó thì dài nhất vẫn là khoảng là ngắn nhất là khoảng 1m1 và dài nhất thì khoảng 1m2, 1m3. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ví da bò này. Đấy, đây. Ví da bò cũng là hàng của Mỹ luôn, made in USA nhá, hàng nguyên miếng như này. Đấy, cũng là 100% da bò tự nhiên. Các bác có thể đốt thoải mái nhá, đốt thoải mái cho em luôn, không có hề ấn gì luôn. Đó, cứ đốt trực tiếp vào cái chỗ phần giữa, anh em đừng đốt vào chỉ, nó cháy chỉ thôi nhá. Đó. Vì ví thì cực kỳ là mỏng nhẹ thì các bác dùng nó không bị cạnh. Đây. Da bò này các bác này. Đấy, da bò nguyên miếng nó phải như này. Các bác thấy chưa? Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. Lên mới giúp cho em là ví da bò nhá. Ví da bò này. Ví da bò 120k một cái. Đấy, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia ghế hơi các bác này, ghế hơi. Thì đây nó sẽ là một con ghế như này. Chất liệu của nó là bằng da lộn này. Các bác này. Đấy, nó sẽ là bằng nhung lộn rất là đẹp luôn. Con này dùng thì cực kỳ là thích. Đấy, và các bác bơm lên thì con to thì nó sẽ là cao 86 này. Sâu là 1m22 này và rộng là 98 cm, gần 1m. Còn con nhỏ này thì nó sẽ là 55 và 26. Đây, hai con như này luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. 350.000 cho một con ghế hơi như này thôi. Cái này khi bơm lên nó sẽ to như này luôn. Đấy các bác thấy không? Đấy, rất tiện nhá. Các bác có thể dùng để mình thư giãn này, nằm nghe nhạc này, rồi có thể để mình để ngoài ban công này, nói chung là rất là tiện. Đó, dùng rất là đã nhá. Hai người ngồi lên cũng ok luôn. 350.000 cho một con ghế hơi như này. Cái này thì nó bồng bềnh nhá, bác nào bị đau lưng mỏi gối cái thứ là dùng rất là thích. Đó, 350.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái dây thít nhá. Lên cho em là dây thít. Thì nó sẽ có cho các bác là dòng là 20 cm, 25 cm và 30 cm. Đấy, có 3 mẫu như vậy. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đấy, thì nó đều là 250g một bịch hết nhá. 250g một bịch thì cái dài thì nó sẽ ngắn ít đi. Đấy, còn là gam thì bằng nhau. Giá đều là 25.000 hết. Cái này thì các bác dùng đa di năng luôn. Có thể dùng để mình làm dây thít vào bao này. Hoặc là cây cảnh này, hoặc là đa di năng ở đâu cũng được, rất là tiện này. Đấy, ví dụ như mình có cái bao thóc, bao lúa mình chỉ cần thắt vào này cho em xong, rất là tiện luôn. Hoặc là các bác dùng để mình thắt cây cảnh, cây cối các thứ nhá, rất là tiện luôn.
lên cho em là dây thít nhá. Dây thít giá thì chỉ có cho bác là 25k trên một bịch như này. Đồng giá nó sẽ có là các bác là 20 sen này, 25 này và 30 sen. Các bác muốn lấy loại nào lấy các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia keo đa năng xanh. Giá sẽ là 20.000 một típ như này và bên em bán là 50.000 ba típ. Đó, 50.000 cho ba típ keo đa năng xanh như này. Con này thì dùng cực kỳ là tiện luôn. Các bác có thể dán được trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt, rất tiện ích để các bác có thể dán đa di năng được luôn. Keo đa năng xanh 15k trên một típ này thôi. Đấy các bác nhá, rất tiện ích luôn. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đấy, nó dán rất là đa di năng luôn nhá. Đó. Các bác thấy chưa? Đó. Các bác có thể dán cánh kệ tủ rồi nói chung là móc treo quần áo rồi tủ rồi ổ điện như các thứ đều ok hết. Đấy, dán được trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt luôn. Đó. Rất tiện ích. Giá thì chỉ có cho các bác là 15k một típ thôi. Rất tiện luôn các bạn. Keo dán đa năng nhá. Đó. Hả? 20.000 các bác nhá. Đấy. 20.000 đợt này về cho bác giá 15.000 một típ luôn, 50.000 ba típ. Giá thanh lý luôn các bác nhá. Đó. Trước em đang bán 20.000 đợt này về cho bác giá tốt luôn, 15.000 một típ, 50.000 ba típ luôn các bác nhá. Đấy, rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây, hàng chiếu mây cao cấp các bác nhá. Đấy, thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa, các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết, hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó thì bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Muji đây. Chiếu của thương hiệu Muji Made in Japan các bác này. Đấy, Muji Made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên và nó sẽ có cho các bác là tính năng là điều hòa nhá. Đấy, điều hòa thì các bác nằm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy. Cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này. Thì khi các bác nằm thì mùa đông nó rất là êm và ấm và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này. Đó, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai này các bạn này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá. Màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu 1m6 và một mẫu 1m8 đều là nhân 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này. Đấy, mép miếc được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn. Đó, và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bác này. Đấy, sợi mây tự nhiên như này. Thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm. Và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị đau lưng. Đấy, đau lưng, đau cột sống quá nhá, đau xương sống. Đó, và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, hàng thương hiệu Muji đây. Muji Made in Japan. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con chiếu mây như này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật, giá sẽ là 180k. Bỏ tranh tờ giấy nào. Tươi. Bỏ tranh tờ giấy. Chiếu mây Nhật đây, bỏ tranh tờ giấy. 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000. Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, chiếu mây. Giá sẽ là 180k. Đó. Nó sẽ có là 1,6m này và 1,8m. Nhân với lại 2m nhá, nhân với 2m, chiều dài là 2m thì nó là 2m, nó là cái kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhá, thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu Chanel và màu xanh nhá. Màu Chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu. Hai màu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu xanh này, màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên. Đó. Dệt từ sợi bông tự nhiên và màu này là màu Chanel này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là 1m6 2m, các bạn rất là rộng luôn. Đây. Con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá, có trần bông thì các bác đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết. Đó. Kích thước của nó là 1m7 x 2m nhá, 1m7 x 2m các bác nhá. Đó, đây các bác này. Đấy.
máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này, nên là dùng rất là đã. Đó, dùng rất là đã luôn. Đó. Và có hai màu xanh và màu Chanel nhá. Hai màu này đều siêu sạch luôn. Hai màu này đều siêu sạch luôn nhá. Đây, hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Trần máy cực kỳ là kỹ luôn, và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên. Đấy, chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Các bác có thể đắp mùa đông mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này. Đây sẽ là một cái ga nhá, một ga này. Đấy. Và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây. Đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này. Vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá. 40 x 60 các bác này. Đấy. Và một cái gối ôm nữa. Một cái gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1 mét nhá. Một gối ôm chiều dài 1 mét. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn. Đấy, combo cho các bác là 5 món luôn. Hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá. Chăn ga này. Chăn ga Nhật này. Chăn ga Nhật 5 món. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000 và 3 ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok.